chế độ gì mà nó bóng hơn vậy ta? Chế độ gì trời? Vô lại mấy chị ơi. Tôi có chọn gì đâu ta. Vô lại đi mấy chế. Nít nít Giang lên 15 rồi mà nít bên em có mới có 5 người à. Mấy chế ơi, vô chốt bên nít Lê Bích Thảo nha. Vô chốt bên nick Lê Bích Thảo nha mấy chế. Rớt mạng rồi hả chế? Ừ rớt rồi, vô lại nè. Vô lại nha, vô lại nha mấy chị ơi, vô lại nha. Sắm đồ mặc Tết nè. Chỗ hôm nay về len giày đẹp lắm. Bán đồng xong lên len nè không mấy chị. Đẹp chả mang luôn. Hòa ơi Hòa, xe nick Lê Bích Thảo nha Hòa ơi. Xe nick Lê Bích Thảo á. Vô hai nick luôn nha mấy chị. Vô hai nick luôn ha. Mấy chị xe nhiệt tình ha. Nhưng mà chốt hàng bên nick Lê Bích Thảo nha. Chị nào em like nick Giang để cho mấy chị biết là em có lên lại ha. Anh xịt cái bàn ra. Ok, lên nha mấy chị ơi. Mấy chị nào vô lên rồi thì nick Lê Bích Thảo đang like lại nha. Mấy chị vô nick Lê Bích Thảo chốt hàng nha. Chị nào vô nick Lê Bích Thảo chốt hàng nha. Rồi lên like nha mấy chị. Tiếp nha, like tiếp nha. Tiếp nha mấy chị ơi, lên đồ tiếp nha. Xong chưa, lên chưa mấy chị ơi, lên vô đồng đồng tí ha, đồng đồng tí nha. À, nhớ chốt hàng mình đến Lê Bích Thảo nha, hồi nãy chốt tới cái gì rồi ta? Chốt tới Baby Doll không? Hello chị Cao Thu Thảo. Cao Thu Thảo ơi, chốt Baby Doll mặt đẹp lắm. Rồi Baby Doll, Baby Doll. Bộ Baby Doll này cực sang luôn. Cực sang yêu tầm 80 nha mấy chị nha, eo 80. Eo 80 nha, bầu bí con kia vô tư. Đây, bầu bí mắt đẹp. Đó, sắp xanh, sắp xanh, sắp nở, nhưng mặc cái Baby Doll này xinh lắm nhé. Rồi cực kỳ xa luôn. Rồi chốt cho em mã này là mã reo với chị Baby Doll mã reo nha. Chị nào lấy reo chốt mã reo cho em này, mã reo ha, xuống reo. Comment mã reo ha với chị mã reo. Mã reo luôn nha, chốt mã reo. Hiền ơi, nick này rộng quá. Hiền nick này rộng quá hả? Rồi mã reo, comment mã reo giúp em. Bên Facebook chị Thảo em không xin được, ủa vậy hả? Bên Facebook chị Thảo không xem được hả? Vậy nha, vô phải anh mấy mấy đó. Rồi, mà reo giúp em nha, mà reo. Chị nào không xem được bên phay em thì xem bên phay Giang nha. Không xem phay em được thì xem phay Giang ha. Mở cái máy kia lên chút. Chị biết sao giờ, giờ máy em, mấy chị không vô được, biết sao giờ. Rồi, tiếp cho mấy chị. Tội mấy chị. Vô chốt hàng không được. Trời ơi, cái đầm này đẹp quá. Cái đầm bỏ đẹp quá. Dạ. Mà reo, vô chốt. Chú chốt mà. Rồi reo reo. Cái reo của đầm Baby Doll này là mặt reo nha mấy chị nhé. Mặt reo. Rồi em đây cái mặt ren này nha mấy chị. Cái mặt ren này chị đã lấy nè. Rồi em này em có 72. Reo 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 cho chị Diệu Bình nè. Reo cho chị Diệu Bình. Reo cho Diệu Bình ha. Rồi em này em 72 nha mấy chị. Em 72. Rồi chị đơn em này comment nhanh tay giúp em nè. Cái 72 mét 6 khoảng 50 cân đổ về ha. Rồi comment cho em mã số 90. Chốt mã 90 cho em. Chế nào cho em một dòng game này với ạ. 80 đồng giá 85k, đồng giá 85k nha mấy chế nha. Đầm xét, đầm đầm lưa, từ lưa, hột dưa chỉ 85k thôi này. Cho em một dòng game này này. Mã 90. Cả hai máy luôn nha mấy chị. Mã 90, 85k. 90, 85k. 90, 85k. Mấy chị ơi vô nhanh nhanh nha, mấy chị ơi vô nhanh nhanh nha. Vô nhanh nhanh chuẩn bị chốt hàng nha. Vô lại ha mấy chị ơi, vô lại nha. Đó, chị nào chưa vô vô nhanh nhanh ha. Reo cho chị Diệu Bình rồi đúng không? Rồi ren mã 90, chị nào lấy 90 chốt 90 liền cho em. Đồng giá 85 cảm ơn Hiền nha, Hiền Kim Bi mấy Giang. Rồi cảm ơn Hiền nha. Rồi cảm ơn Thanh Hòa nha. Rồi Hiền với Thanh Hòa nha. Rồi lên tiếp cho chị ơi, cái này siêu đẹp nha mấy chị. Đây. Em mặc thử này vô cho chị coi ha. Đẹp lắm. Để chả mang luôn á, để chả mang con ngang luôn. Cái màu này mấy chị để dành Tết ha. Dành Tết thì mặc đi chơi biển. Hoặc là đi chơi mà đi du lịch nha mấy chị nha. Cực kỳ xinh Việt Nam vào rồi, em có nghe rồi chị ơi, hết mừng hết lớn là Việt Nam vào rồi. Việt Nam yeah, Việt Nam vào rồi. Đêm nay em mới xem bên nóc rồi này mấy chị. Cái lô hàng này lô hàng F1 không mấy chị ha. Lô F1 này giá nhất. Thế chuột luôn ấy. Nên chị nghỉ chốt cái vi này này. Đâu chị nào chốt cái vi? Không phải chốt cái vi này nhưng mà
Bữa trước chưa kịp cho cái gì hết mà chưa kịp cho địa chỉ à, cho nhà mẹ rồi. À, chưa cho địa chỉ mà nó văng rồi mà chốt cho người khác. Cái đi chốt cho người khác. Rồi màu đen nó chị mặc ba la giúp em nhé. Mặc ba la. Việt Nam vào rồi, kiếm chị tặng chơi nào, mừng Việt Nam đấy không? Ok, Việt Nam vào rồi tặng nha mấy chị, tặng đồ nha. À, thế chuột vua đây rồi. Thế chuột vua bên nít của anh này. Chị chuột vua bên nít giao phản cho anh xin thêm địa chỉ đi em ơi. Cho anh xin thêm địa chỉ anh chốt cho nha. Lấy có cái mã bì mã 20 ấy, đưa lên cho chế con một cái để chốt hàng nè. Đây có số điện thoại rồi. Cái này có lót anh chị, có lót để thuộc lót xuống ạ. Rồi, chế nào lấy cái đầm cam này. Đó, đẹp chưa? Xuất sắc. Từ từ em đọc quảng cáo này, chế chuột có đợi em xíu nha. Trời ơi, trắng tinh tươm luôn. Mấy chị mặc bara cho em hoặc là mặc áo ngực màu đen là ok xuất sắc luôn. Rồi, comment nhanh tay giúp em. Màu này là màu số 12. Trời ơi, cái đó nó có cục chay heo. Trời ơi, đèn rồi nó không biết. Xuất sắc luôn. Rồi comment mã cho em mã 12 mấy chị, mã 12 nhé, mã 12. Cái chuột ơi, của cái chuột này cho em thì chị cái chuột. Chị em tính được anh Giang hủy mất đơn của chế. Đây. Không biết, từ không kịp. Ừ, cứ tưởng đá ra. Bị đá ra, không chế không vô nữa, cho nên đang tính. Chưa có xin được cái gì hết. Rồi comment nhanh tay giúp em này, cái chuột ơi, comment nhanh tay mã số điện thoại địa chỉ nha. Số điện thoại địa chỉ ha, mà đi của chế đấy. Còn địa chỉ thôi. Địa chỉ đó hả? Ừ, còn địa chỉ thôi. Rồi chế nào lấy cái cam này, chốt cam lên tay đi em, chị ơi, chốt cam lên tay nha. Có đẹp luôn, có đẹp luôn. Mà dơ, thôi em chốt cái. Em cũng vừa ra, cái bóng đá này. Đây, mà cam. Nhưng mà hết cơ hội xem rồi, bị lấy điện thoại ra rồi, hết xem được rồi. Wow, cái màu đẹp quá, màu này có hai màu nu và trắng. Em thử cái này luôn. Rồi chế nào lấy cam, chốt cam cho em nha, cam nha, cam đẹp quá, cam đẹp quá. Má 12 hả? Cam kia một cái đi Giang. Má 12 đúng không? Má 12 đúng không? Ờ, má 12, cam má 12 á. Ok, má 12 cho chị Thương Hiến nhá. Thương Hiến một cái này mặc Tết là dành mặc đi biển hoa đẹp thôi. Ồ, dày dặn bao chất luôn. Cái này giá của nó 160 mấy chị ơi, đừng có quên nói nha. Hàng cực kỳ đẹp. Đẹp, em nói một câu là nó đẹp giả mang luôn á. Bi đi giúp chút cho chị chuột vua rồi, chị Hương Giang Nguyên đây. Chị Hương Giang Nguyên chốt má cái cho mình nha. Hương Giang Nguyên đi có má 22 đấy. Chị nào đấy mã 12 một cam, comment thêm cho em mã 12 nha. Mã 12 cam 85k, chỉ 85k thôi. Đây để em mặc thử cái này for body. Chế chuột vô cho em xin thêm địa chỉ đi chứ ơi, chưa có địa chỉ, chưa chốt hàng thêm được bên em đâu nhá. Chế chuột cho địa chỉ là cho một chồng video em cơ. Ô không phải, rồi chồng video có người chốt rồi à. Với chị nghe rồi, em đọc mã cái nào thì đọc cái đó giúp em nha. Em đọc mã cái nào thì là cái đó chứ không phải chấm đi đen kia của khách trước rồi, nếu mà chưa kịp cho địa chỉ em bị giăng ra đó nên em báo lại khách để khách xin địa chỉ đó. Đây nha mấy chị, body nha mấy chị ơi, body nha, có hai màu là trắng và màu nu, hai màu là trắng và nu, mặc cực kỳ dễ thương á mấy chị, chỗ đẹp quá, cái này dễ thương cực kỳ luôn, mặc đi tiệc đi đồ rất là xinh ha. Hai màu trắng và nu em, cái nu nè, cái màu này mét 6 khoảng 50 cân đổ về, mét 55-46 cân nha. Ok chị Hương Nghiến nha, em gửi cho chị rồi nha chị ơi, mét 55-46 cân. Cái cam nó cho chốt cho em cái chị vào trên chốt tiếp. Ok chị nhá, em lấy từ từ chị về nhá. Rồi màu này đây, nhung và trắng. Ok nhá, để mai nhân viên gọi chốt đơn thì cho địa chỉ giúp anh nha. Nhung và trắng. Rồi mã đọc mã đi em. Mã nhiêu cho đọc mã hả? Dạ mã 15 đi mấy chị ơi, cho đọc mã không, mấy chị đọc mã comment mã 15 giúp em ha. Chủ dễ thương quá à, cái này em mặc, em không có mặc đồ trong thôi, em nó bao đẹp và bao sexy luôn ha. Nhìn cái chân ren của nó mấy chị thấy xinh không? Cực kỳ đẹp ha, mặc cái này đi cưới nha mấy chị, mặc cái này đi cưới được nha, cực kỳ xuất sắc, đi cưới được cực kỳ xuất sắc luôn. Việt Nam thắng trận này rồi, em thấy chị bắt mộc nè. Rồi xuống nha mấy chị ơi, xuống mặt 15 nha, 15 cái màu cho em, 15 trắng, 15 nâu, 47 cân, à, không sao đâu. 55, 46 cân, mấy 55. Hai nứt nha, nứt một nứt này, nứt này nứt kia không lo như gì nha, cứ chỗ hàng đi em ơi, bên ăn để lâu mới ra, cũng được xem lắm. Má 15, 12, 15 nhé, 15 trắng và 15 nâu này. 15 trắng, 15 nâu. Chế nào đến màu nào comment màu đó giúp em nha. Thì mình có nửa người à, chị Thảo ơi. Vì có nửa người đó hả? Đây này. Bẻ lên. Ừ, thì không, không, đừng không thấy cái mặt của em, nó phải người đâu, bá quái nhìn cái mặt em, anh hiểu không? Chuột thua 15 trắng này, ok, chốt cho chuột thua 15 trắng này. Bà cho địa chỉ chưa? Rồi, bảo là thế thì mai nhân viên gọi chốt đơn rồi, em gửi địa chỉ. Cũng được, không sao, không có để. Cho trong inbox đi. Thì tùy. Chuột cho em trong inbox đi chuột ơi. Chứ ngày mai nhân viên gọi điện sợ mất công. Gọi điện có gọi điện chốt hàng cho chế. Nhưng mà nhiều lúc chế không bắt máy thì là hủy đơn thì buồn lắm. Lại không bắt máy mà không có địa chỉ á. Chào chị Sáu nha. Chị mấy mã màu cam hả?
Chị bắt một lấy mã màu cam là cái đồng cam bự bự đó phải không chị? Đây có xe lượng không? Đây này phải chị bắt một lấy cái này không? Hay là lấy cái màu nu chị ơi? Chị bắt một lấy cái màu cam này hay màu nu? Màu cam này không chị? Phải ok giùm em nha. Cam phải ok giùm em ha. Rồi đen đen. Chị nói đen đen, chỗ đầm đen này đẹp quá. Đầm đen này nét 654 con đổ về đấy chị ơi, nét 654 con đổ về ha. Chị nói đi đen, chút mà đen giùm em. Đen cho chị Hương Giang Nguyên này. Yêu 74 nha. Vương Giang Nguyên đúng không? Rồi đen cho Vương Giang Nguyên nha. Hương Giang Nguyên. Vương Giang Nguyên. Quá đẹp xuất sắc. 85k, còn là 150 đồ lại không có mấy chị. Còn là 150 không ạ? Rồi tiếp nha mấy chị ơi. Quá xinh luôn, quá xinh luôn. Nên nhanh nha mấy chị ơi. Cam bao nhiêu cái cam bao nhiêu? Cái cam cũng 85 luôn. Có hai size L và M. Cam size L và M. Size L lưng đằng sau là lưng có thun cho nên chia mét 1 còn hả? Mét 6 khoảng 56 cân đổ về ok á. Mét 6 56 cân đổ về ok ha. Mét 1 vừa không ta? Biết em ơi. Rồi màu này. Chị đeo màu này có tay nhắm chị đi làm được ha. Comment cho em mã số 2. Phải không? Số 2. Em nói với em này. Nhìn bởi vì bên em bởi vì bên kia nó khó nhìn nha. Cam lấy thảo mới mặc đó. À đúng rồi chị. Cái cam thảo mới mặc ok cho chị bắt mộc nha. Chị vừa không thảo chị bắt mộc vừa không. Em không biết. Cái màu đen em hết rồi nha. Màu đen em chốt cho chị Hương Giang Nguyên rồi nha mấy chị ơi. Đúng, đen đúng như Mina Moon đồng giá nha. Rồi còn mê mã số 2 cho em xin số 2 luôn. Mã số 2 mấy 653 cân. Số 2 cho thỏ ớt này. Đồng giá hết nha mấy chị. Hình gì đề. Có len body không Thảo, Dương Ngọc Thủy. Chị ơi len body không có chị. Đồng len body không có nha. Rồi dung luôn mấy chị ơi, dung luôn. Tụi dung này đẹp lắm nha. Dung này xuất sắc, mặc vô chúng chị coi là mấy chị ngốc luôn. Bà Hiền ơi, dung này bà Hiền ơi. Rồi dung còn dài nha, dung còn dài nha. Trời ơi. Dung này 120 nha, 120 nha mấy chị ơi. Bán 85 luôn. Chị áp dụng chế độ xe la chim nha. Mừng Việt Nam chiến thắng. Ủa mà chiến thắng chưa? Thắng chắc rồi. Thắng chắc rồi hả? Thắng chắc luôn mấy chị ơi. Đây, thắng là tối nay đi bảo luôn ha. Cái cam bảo có hai size đúng không? Cam có hai size, cái L với M. Cái M của em, cái L với M. Chị bắt mộc đúng không? Ừ. Mãi gì, Dung. Bà Hiền Dung rồi kìa. Trời ơi, xinh quá má ơi, đẹp quá. Ok nha. Dung. Chào chị Long nước đạp đó, chứ bên nít ăn nhiều khách phố của mình thấy kinh khủng chị Nguyệt Trinh này chị. Trong nước đào này rồi đến hết này. Mấy chị. Chụp thu nè em, quá trời. Và mấy chị cứ chốt đó, chốt bên nít anh Giang, được nha anh Giang dùng hai nít luôn. Ừ. Mấy chị chốt hàng này, Giang chốt hết cho. Rồi mà Dung cho bà Hiền. Số 2 em hết rồi mấy chị ơi. Số 2 em hết rồi này. Đây Dung cho bà Hiền. Có cái đẹp không lòng này. Đẹp lắm. Ừ. Thắng rồi. Dung cho Tế Hiền nha. Dung cho Tế Hiền là thấy comment nhiều quá. Thấy rồi nha. Đừng không có chừng comment một chữ nhiều quá nó máu spam đó nha, spam rồi comment không có lên đâu đó. Rồi mẫu này body luôn, hơi body, chế nào mà 60 cân thì body nha, còn chế nào 40 cân thì mọi người phong xuông mấy chị ha. Đầm len xinh xắn luôn, rồi đầm len luôn mấy chị đơn cái đầm len này chốt cho em mã số 3. Mét 657 cân đổ về mã số 3. Dùng chốt cho Hiền rồi nhé, nhìn Chuông ơi. Mã số 3. Mét 657 cân đổ về và 45 cân đổ lên. Mã số 3 này, mã số 3 cho em đi mấy chị. Chốt mã 3. Mã số 3 đi dùm em hết rồi. Mã số 3 màu đỏ nha. Mã số 3 nha. Số 3 cho thỏ ớt này. Số 3 cho thỏ ớt này. Cái này mặc Giáng sinh nha. Cái em được tặng chỉ chung với đơn hàng của Hà Phạm ở Bình Phước. Cái nào đó? Hà Phạm đơn hàng đi rồi Thanh Hòa ơi. Hà Phạm mới đi hôm nay rồi. Mới đi hồi chiều rồi. Em đi book cho rồi. Ok chờ tour để trước em check cho nhé. Em mời. Rồi màu này nha. Em à. Màu này bị dơ rồi. Hả? Cái đầm lên. À nó bị nó bị hủy đi. Nó dính màu hủy dơ đi. Hủy đầm lên nha mấy chị. Xe luôn đi. Xe luôn hả? Cái này bị dơ này. Cái đẹp quá à. Muốn dùng mặt nôi quá đẹp quá. Nó bị quệt mất. Xe con đi. Xe ha. Xe tôi chỉ thỏ ớt á. Nó bị ở ngay cái tà dưới kìa. Nó bị ngay cái tà dưới cùng bị ngay cái tà dưới nó bị đụng xuống cái đầm nào á. Nó bị hơi dính mực ở phía dưới hơi khó thấy ha. Nhưng mà còn xeo luôn, thở ớt mà đồng ý lấy đi nè. Thở ớt mà đồng ý lấy á thì lấy nha. Đây, để xeo luôn ha. 85 hả? 85 xeo luôn. Xeo luôn 65k luôn. 85 xeo 65 luôn ha.
Cái đồng Mỹ lấy không lấy ok giùm em ha. 85 triệu 65 này. Váy trắng sao? Váy trắng giơ luôn. Váy trắng giơ luôn. Theo luôn. Trắng đẹp quá, mặt may đẹp lắm á. Có ngọc nè, cổ có ngọc luôn nè. Giờ chỗ nào vậy? Giờ đâu vậy? Giờ đây nè, nó bị đứt bịch, nó bị rớt bịch, nó mới sụp qua nè. Nhưng giờ này giặt ra. Giờ này giặt ra, giờ này không phải bị nhuộm màu. Nhưng mà màu giờ trắng, thôi. Màu trắng mình tẩy được mà. Màu trắng mình tẩy được không sao đâu. Nó bị giờ một đường, giờ quẹt á mới chết. Bao hàng vận chuyển nó quẹt qua. Đó, rồi chén ơn cái này em xem luôn. Rồi xem cái này luôn mấy chị ơi, xem này 70k. Chị lấy cầm em mà 70 giúp em này, mà 70 nha, mấy 6, khoảng 50 cân đổ về, mấy 55 46 cân nha. Mấy 55 46 cân. Rồi cầm lên cho em mà của nó mà 70. Cầm lên là 65 đúng không? Đúng rồi. Cầm trắng là 70. Ok. Thế nào lấy cái đầm lên 65k comment mã 65 cho em nha. Còn đầm trắng là 70 là mã 70 luôn này mấy chị ơi. Lấy cái mã nào comment cái đó cho em nha. Rồi em được form to nha mấy chị, form này giống Mỹ, giống người Mỹ á mấy chị, giống 70. 70 eo 76 không? Không. 70 thanh hoàng mà đâu có vừa em ơi. Nếu 6 khoảng 50 cân, 52 cân đủ về. 65 cho chế mi hiền nè. 70, 70 thanh hoàng mà không vừa đâu nha. Em bao chốt cái đầm này nha mấy chị. Bao chốt cái đầm này ha. Để thông thun mình rồi nha. Rồi chị nào ưng cái đầm này cầm đi nhanh cho em. Mặc rất là phong cách. 65 cân đủ về, 50 cân đủ lên. Comment cho em mã to, chốt mã to. Mã 70 ha. 70 chốt cho Nguyễn Như Ý nha. Tại Thanh Hoàng mà em không vừa đâu, em nói thật, cái nào vừa em chốt cho. Mặt to. Chốt mặt to lên đây. Ui chà. Mặt to hả mấy chị. Trời ơi, nghe đẹp quá. Ông Ngưu đang tin dấu. Đang tin dấu cái này mặt mấy chị ơi. Mặt to, to cho chị Nhung lên bảo lộc nè. Em đang tin dấu cái này mặt, quá đẹp luôn. Màu đẹp bầu bí con chim vô tư nha. Bầu bí mặt, bao đẹp luôn. Còn chế nào không bầu bí mặt bao xinh luôn mấy chị. Chị nào mà thích có eo ốp chút có thể mình thắt eo vô ha. Mà cái này đa số mặt không suông nó mới đẹp ha. Quá dễ thương luôn, trời ơi, quá xinh luôn. Rồi cái màu này mấy chị nhớ nhận ra cái màu này không? Cái màu này hàng ghi mới mấy chị. Màu này đang bán với giá là 180 nha mấy chị nha. Đi ngoài đang bán với giá 180. Rồi chị nào màu này comment nhanh tay giúp em 85k luôn. Comment cho em mạng số 6. Ê, đây nè, mà Thanh Hòa nè. Mạng số 6. Bình nè, mạng số 6 nha. Mạng số 6, không cái này là nhỏ con mà. Đẹp hơn nha, của con. Không, nhưng mà được con mà đều mà cũng được. Tầm nó trên 54 cân đủ về là 65 chị. 65 đầm lên coi giãn tốt nha chị Mỹ Hiền nha. Mà số 6 cho chị Tuệ Nghi nè. Chúng cho mặt ơi, cái đầm này đẹp thế. Trời ơi, ở đâu ra nó cứ lọt lọt ra vậy. Cái đầm này đẹp quá, 85k của ngồi không. À, người mẫu như em cao 1m54 nặng 46 cân nha. 46 cân, 1m54 nặng 46 cân nha mấy chị ơi. Mặc cái gì nó cũng vô hết. Size S nhé cũng vừa luôn. Nói vậy thôi chứ mấy size S nhỏ nhé không có vừa. Size S số 8 thôi. Rồi mẫu này, mẫu này. Rồi mẫu này em xin thông báo cho mấy chị biết một tin vui và một tin buồn. Ủa thì em giữ mặt luôn. Quá đẹp. Quá đẹp, thật sự quá đẹp. Em không. Nhưng mà một tin buồn là eo nhỏ nha. Ok, số 5 bỏ nè. Một tin buồn của nó là eo của nó hơi nhỏ nha mấy chị nha. Eo em này tầm 68 độ về. Chị nào ơn chốt nhanh tay cho em cái kiểu siêu phẩm. Chốt mặt siêu phẩm cho em thôi, chứ kiểu mặt có nha, đẹp quá hả? Mã là gì? Mã siêu phẩm. Eo bao nhiêu? Trời ơi. Eo số 8 độ rồi, eo 68 độ về, mã siêu phẩm. Eo 68 độ về, mã siêu phẩm. 1m5 38 kg rộng lắm không chị? Đây là 1m5 38 kg. Mà cái tầm lấy cái nào sai eo 68 độ lại nhá. Mã siêu phẩm, eo 68. Siêu phẩm, quá đẹp, xuất sắc. 85k. 85k thôi. Thôi, thiệt luôn á, không dịp ở đâu. Rồi, cầm đi. Thấy hàng chế hàng tại nha. Thấy chế hàng tại nha. Siêu phẩm, nhớ là siêu phẩm eo nhỏ nha mấy chị nha, siêu phẩm eo nhỏ nha. Eo tầm eo thôi, số 8 nha. Eo số 8 độ về nha. Rồi mẫu này luôn mấy chị. Đó, quá đẹp luôn, rớt vai ha. Mẫu này là rớt vai nha mấy chị nha. Hai bên này là rớt vai nha. Rớt vai thế này ha. Quá xinh luôn nha mấy chị, quá xinh luôn. Rồi mẫu này quá đẹp luôn ha. Siêu phẩm, mã siêu phẩm nè. Siêu phẩm cho chế thỏ ớt, chứ thầy đưa không 25 này. Rồi mẫu này chị ơi, cái đầm này cầm nhanh tay giúp em là mã 80. Mã 80 giúp em. Ủa, chị Hiền Dinh đâu ta không thấy ta. Mã 80 eo 70. Chị Hiền Dinh luôn. 77. Eo 77 đồ về, bà Hòa mặc được này Hòa ơi. Bà Hòa cái này bao gọn người nó có múc ngực luôn ha. Cái này gọn người mà có múc ngực luôn nè. Rồi cầm cho em nhanh tay nè chị.
nhanh tay cầm lên mã này luôn. Mã siêu phẩm eo 68 này, không có ngọc ta đi 68. Đây nè, ăn chốt siêu phẩm chai rồi. Siêu phẩm chốt chai rồi, mã số 80, mà 80 chốt chai nè, chốt đi anh. 80 chốt cho cái điểm sân ca mà. 80 điểm sân ca mà siêu phẩm này chốt rồi hả? Chốt rồi. Siêu phẩm chốt rồi. Mã 80 tức là chỉ điểm sơn ca nha. Hằng Tạ, ừ anh thấy rồi, anh thấy rồi Hằng Tạ ơi, anh nói lại rồi em nhé, cứ comment đi. Anh thấy. Ok, comment lên thấy anh chốt cho nha. Có mức ngực body luôn. Body có mức ngực với chị. Nét 652 cho ngủ về. Chỉ nào khách mới comment cho em mã số kèm số điện thoại để em chốt cho mấy chị ơi. Không có số điện thoại này em chưa chốt được nha. Nét 55-47 cân. Comment liền cho em mã của nó mà body nha chị Thảo, body ha. Mà body 80k. Body 80k, comment body cho em. Body 80k nhé, comment body. Body 80k này. Body mét 652 cân. Mét 55 là 46 cân. Mã body, body 85k này. Chứ là cái body, comment body giúp em nhé. Mã body 85k nhé. Mã body là 85k nhé. Dạ hồ nha mấy chị. Cái đầm dạ hồ đuôi cá ha. Đầm dạ hồ đuôi cá. Chỉ là mặc có vòng eo chuẩn luôn, mặc dạ hội nha mấy chị. Đây dạ hội ở trên đó thon thon, ở dưới đuôi cá xuống ha, cực kỳ đẹp luôn, rất là xinh, là trời ơi đẹp quá. Rồi đo eo luôn nha mấy chị, đo eo luôn nha. Em này eo co giãn thì nhìn eo nhỏ nhưng thật ra là có co giãn ha. Yêu em này 72 co giãn tới 75 nha mấy chị nhá. Yêu 72 co giãn 75. Rồi mẫu này mét 6. Mẫu mét 6 khoảng 52-53 cân ok luôn mấy chị ơi. Mét 6 52-53 cân ok luôn, 85k. Comment dạ hồi cho em. Mã dạ hồi. Mã dạ hồi nha. Mã dạ hồi. Mã dạ hồi. Rồi dạ hồi cho em nha mấy chị, mã dạ hồi. Má body 80k, body 80k cất cái thỏ ớt nè. Việt Nam, Việt Nam thắng rồi. Thỏ ớt cái tướng đẹp mà thỏ ớt mặc cái đó là bao đẹp luôn đó. Cái tướng ai mà ngon ngon một tí mặc mấy cái body nó trồn nó đẹp. Dạ hồi. Dạ hồi. Dạ hồi. Dạ hồi cho ai? Nhiều quá, dạ hồi đâu ta? Đây đúng không? Đúng rồi, dạ hồi trắng á. Dạ hồi màu trắng này. Dạ hồi nha, em chốt dạ hồi này. Dạ hội cho mèo tây này. Dung nha mấy chị nó đi dung chốt hỏi dung cho em luôn. Cái mèo tây hôm nay nhân dân bên em chốt hàng hết hồn nha. Nên đừng có giữ hàng lâu lâu nha, chốt một cái là hết hồn đấy. Đúng rồi. Giữ lâu lâu xong rồi chốt một phát là hết hồn nha bà mèo tây. Rồi mét 654 cân đổ về cho mấy mà dung. Em thấy Hoàng Huỳnh nè, em thấy suýt đẹp gái này, thấy chị Bình Nguyên luôn này, em thấy chị Xuân Huỳnh Tuyết này. Mấy chị ơi, cái dung này nè mấy chị. Mặc dung như thật ra nó là giống như cái đầm vậy đó mấy chị, mặc dung người ta tưởng mấy chị mặc đầm chứ không phải dung ha. Tại vì cái ống của nó này nó rất là hài hòa, nó tạo điểm nhún nhún ở đó, mấy chị phải banh ra về mới biết là dung nha. Mét 6 mang được mấy chị không bị đụng nha, cái này mét 6 mang không bị đụng. Còn mấy dung chê? Dung giả dung đầm dung nha. Dung giả đầm á. Mã là dung hả? Đó là dung. Dung. Ô dung này eo vô thun mà đúng không em? Đâu eo vô thun bọc 1m654 là đẹp. Trời 1m6, 54, 56 cân rồi mà được hết mấy chị nha. Ok này, dùng. Rồi. Dùng cho chế mi fan này. Rồi, dùng cho chế mi fan nha. Dễ thương cái đầm này ở dưới là ôm mông nha mấy chị, ôm mông và xòe đuôi cá ở dưới nha. Còn trên này hồng hồng rất là xinh ha. Đây, mét 655 cân đổ về ok luôn. Mét 655 cân đổ về. Comment mã đen cho em, mã đen nha mấy chị. Đầm mã đen nha, tổ chất đẹp quá. Trên này chị Long nữa làm chưa được rồi. Rồi mà đen cho em. Mét 655 cân đổ về comment mã đen. Mi fan này là gửi chung với chế Hiền đúng không? Mã đen nha mấy chị, mã đen nha. Lột cái này ra. Lột cái chữ ra. Mã đen comment mã đen. Mã đen. Mã đen. Qua wow, xếp buồn. Mã đen. Xếp cực đẹp luôn. Xếp cho mấy chị chỗ cái áo thì ngầu chưa? Nhìn vừa mấy áo vừa thấy đẹp. Nhà hội không em. Wow, chị Trang Liên Lương mới qua hoàn toàn nhà hội không biết. Xếp nhà hội rồi. Đẹp. Mấy chị có không nhà hội đẹp vừa nào em đem nhà hội cốc thì bán không?
Tại vì cuối năm này bên công ty có tổ chức sự kiện dạ hội, thì mang dạ hội về, mua dạ hội mặt để về bán cho mấy chị luôn ha, nhưng số lượng ít thôi. Có len không chị? Có len nha, có len nha mọi người ơi. Đẹp đen đẹp cực kỳ. Còn em xíu, em cần bán xong cái đeo rồi, em bán xong này em có len nha. Rồi, size này size M chị ơi, size M mấy 6, khoảng 54-9 cân nha. Chị nào lấy cầm nghe cho em mặt của nó là mặt số 77, mà 77 mấy 6 khoảng 50 cân. Size M, mà 77. Cầm nghe mặt 77 giúp em, nha, mặt 77 nha. Mặt 77. Cầm nghe mặt 77 nha chị, mặt 77. Mặt 77. Qua. Wow. Má 77 nha, má 77 thì mới chơi, má 77 là một set áo thun đen chân váy chấm bi nha. Đúng không? Chân váy đúng không? Đúng rồi, quá đẹp luôn. Má 77. Đây là một cái đầm bi ha mấy chị ơi, cái đầm bi có gia đình hả? Tối giờ chị vào không được, ừ chị lấy thêm máy thi vào online của em đi. Cà em thấy em chốt cho. Còn đá banh mới thấy cái dạ hội không kịp chốt. Em bảo rồi, đồ đẹp kinh lắm. Mai chế hoàn lại hàng em còn không, để mai thì em lấy luôn rồi gọi nha. Ok, chị run em nhé, không sao. Không biết mai còn không, chắc hôm nay vui vui là làm một cái wow. Mà là hết sạch đấy. Cái đầm này đẹp quá. Mét 6, 55, 56 cân đổ về mấy chị ơi, 56 cân đổ về ok luôn. Comment cho em mã đẹp. Mã đẹp nha mấy chị ơi, mã đẹp. Mã 7, mã 77 là chốt cho thỏ ớt nhá. Ok, anh thấy rồi nha chuột thua ơi, cảm ơn em nha. Mã đẹp, mã đẹp, chị nào lấy mã đẹp, chúc mã đẹp giúp em nha. Đẹp quá đẹp luôn. 85k. Mã đẹp có hai màu mấy chị ơi, đẹp trắng và đẹp đen nha. Đẹp trắng và đẹp đen. Đâu đen đâu? Đây 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 đây. Là trắng hả? Đẹp. Đẹp, mà... thôi chốt đẹp trước đi. Cái trắng trước sau. Dạ hồi em còn một cái màu đen mấy chị ơi. Dạ hồi còn một cái màu đen nha. Đẹp. Má đẹp. Ui trời ơi. Mà đẹp không phải mà bi đâu mà đẹp. Anh biết, đây. Anh biết rồi, anh đang chốt má đẹp đây. Đẹp, đẹp cho chế dịp loan này. Đẹp có một cái trắng thôi. Đẹp có một cái trắng thôi và đây là đẹp đen ha. Đẹp đen này mấy chị comment đen cho em đi. 60 cân vừa đúng không mấy chị? Đẹp cho dịp loan nha. 48 cân đổ lên. Rồi comment nhanh tay giúp em này. Hàng X1 mà bán siêu rẻ nha mấy chị nha. Bán rẻ hơn xỉ ha. Xỉ không là giá của nó là mà gì? Mà đen đúng không? Rồi, ha? Trăm mấy rồi. Rồi đây chị nào lấy đen comment đen cho em luôn. Đen ha. Giúp đen cho em. Lấy xuống đen. Đen. Chắc. À, lai nào bị chậm. Lai bên em bị chậm á. Tất nhiên F9 nó phải hơn F3 chứ. Má đẹp là dịp loan rồi tới phun trang rồi tới kim ruby nè. Má đẹp nha rồi tới chị bắt mộc nè. Nên là dịp loan là comment trước nha. Rồi má đen nè. Má là đen. Đen đẹp đen đẹp. Má là đen nè em chốt đen nè. Má đen nè. Má đen. Đen nè, má đen. Má đen. Nhiều quá. Trời cho ai sao rằng lâu quá bị ăn hai cái đó. Đang đổ lên nè. À đây bị lát em biết không? Quăng lên hà mấy cũng bị lát lên bé. Vui lắm. Ồ đẹp đen này. Đẹp đen em chốt cho chị Trăng Lưu một cái này. Đẹp đẹp đen cho chị Hùng Hà một cái này. Là hết hết hết. Rồi một ngày chị nào lấy vàng chốt mã vàng giúp em giúp chị mã vàng mét 654 cân đổ về mã vàng nha. Mét 654 cân đổ về. Chị nào lấy vàng chốt mã vàng. Mã vàng nhắm chị nha, mã vàng nhắm chị ở xe mặt tay nhắm chị xe mặt tay nhá. Mã vàng chúc mã vàng. Mã vàng nha. Rồi bo dạ hồn nha mấy chị ơi. Dạ hồn màu đen nha, màu trắng đúng không? Hay màu đen. Dạ hồn đen, trời đẹp quá. Cái dạ nó đẹp kìa. Dạ hồn nè. Dạ hồn đen nha. Cái dạ hồn này y chang này luôn. Chị Bình nguyên lên xong một chút xíu. Yêu 74 đổ về nhắm chị nhá. Yêu cô dạng 74 đổ về luôn. Mã vàng, vàng. Không thấy bà hoàn hảo. Bị văng ra không vô lại được đó Thanh Hòa ơi, hôm nay có đó, không văng ra không vô lại được đó. Rồi chị nào lấy cái đen này comment cho em mà còn nó mà dạ hồ đen luôn. Dạ hồ đen mấy chị ha. Dạ hồ đen ha. Dạ trắng nha mấy chị, dạ hồ đen. Bị văng không vô được em ơi. Hiền Dinh văng vô được luôn hả? Hiền Dinh có la làng, có nhắn tin không? Không phải nhắn tin gì không vô được, nhắn đâu nhắn tin nữa. Rồi comment cho em mà còn nói là mày dạ hồ đen nha. 85k luôn nha mấy chị nha. Hồ đen em có coi dạng thì yên tâm ha. Em có coi dạng nha. Dạ hồ đen cho Dương Ngọc Thúy nè. Để em nghe đọc vàng này. Không đọc vàng cho ra.
Hồng Giang à? Ừ. Dạ hồi đen cho Dương Ngọc Thúy này. Chồng nghe điện qua đang đứng giấu mà thôi, chứ gì là nhiều lắm chế không biết gì chịu chết. Rồi màu này giống chị nha, điện qua đang đứng giấu. Rồi màu này giống chị ơi, đang hot nha, hot gương mặt nha, đang hot nha mấy chị, màu đang hot. Rồi chị đâu màu này, comment nhanh chị mặt hot luôn nha mấy chị nha, mặt hot. Mà hot 1m6 khoảng 55 cân, 55 cân đủ về mấy chị, 76 nha. Giờ bà mấy chị ôn vô bay của anh này bà hoàn hảo này. E76. Chị chế cho hồi đi Thảo. E76. Comment chậm quá. E76 mấy chị. Mã. Mã số 33. Mã số 33 E76 mấy chị nhá. Đồng giá 85k hết này. Mã số 33 E76 nha mấy chị nhá. Mã 33 E76. Ô màu này còn chị nha. Không có set. Có mờ. Mã hot. Mã này là mã hot. Mã hot hả? Mã hot. Mà hot đúng không? Mà hot, mà hot. Ừ, mà hot cho chị Diệp Sơn Ca này. Mà hot thì Diệp Sơn Ca. À, mà vừa hot vừa ba ba luôn mới cưng chứ. Chị Thủy Tiên 83 chi mém được nè. À, ừ. Linh Vàng cũng mém được nè. Màu đẹp này nha mấy chị ơi, màu đẹp này comment cho em mà 55. 1m6 phải 54 cân, em phải 54 nha. Cái này hồi này còn. Cái này về tầm một cái đẹp của em. Không, cái này hồi này bị chốt thịt nè. Hồi này chế ra chốt thịt thì chốt lại nè. Này chế ra chốt thịt chốt lại nha. Rồi, 1m6, 54 cân, 54. Mã 55 đúng không? Không biết. Mã 55 đúng rồi. 55, mã 55 mấy chị ơi, mã 55 này. Chị lấy con hàng vui quá. Sao mà dùng? Không một mà phân là mấy cục luôn. Không có lấy đất phân đâu. Nè, phân rồi. Em... Ừ. Đó, em là bé phân đi chị. Ừ, vậy là em, về đây em phân đấy. Đâu, em ngồi canh chị bé phân. Chị bé nghe không? Có ngàn gì đâu mà một mộng mấy cục luôn nè. Rồi Dung. Mã 55, từ anh chốt cái chút 55 này, 55 cho chị Trang Ly luôn nè. Đây Dung nha. Dung mé 6, 55 cân đủ về ok luôn. Dung này như đầm nha chị ha. Dung này Dung giả đầm nha. Em bị lạc trôi rồi. Dung này là Dung giả đầm nha mấy chị. Mấy chị mặc Dung nhưng người ta tưởng mấy chị mặc đầm nha. Đó, đá ra về mấy cái Dung này đó mấy chị thấy chưa. Cái này là mét 6 em bao không bị đục nha mấy chị, mét 7 không bị đục luôn. Rồi chị nào lấy tốt mà Dung cho em. Bao cân? Cái này đồng hàng trăm mấy mà. Nghĩa là hôm nay chỉ có hôm nay dung, có sale rồi đó mấy chị ơi. Dung cho chị Long nữ đào này. Hồ nãy chốt thịt này. Dung cho chị Long nữ đào này, hồi nãy chị chốt thịt này. Dung cho chị Long nữ đào nha. Dung cho chị Long 55 trước. Em trước anh Giang ơi. Bên anh thấy bên anh là thấy chị Trang Nghi lâu lên này. Rồi thấy chế kia Linh Đoàn nè. Rồi mới tới chế Vina Minh nè. Không biết là do máy nó sao mà lên chậm với ta. Bên máy mình, bên máy của khách hàng bao giờ cũng lên trước. Ở mấy chế nghe em đi, tại vì em cũng từng em mua hàng online mà. Em lên nè đi báo thôi, đúng chứ đi nhanh đi báo em ơi. Lên nè đi cùng đi báo này Việt Nam. Đúng là giờ mở trong cái ngồi xíu rồi, cười ghê á. Mà bi cho 70, mét 6 50 cân mà bi nha, mà bi cho 70, mét 6 50 cân. Chúc mà bi cho em. Bảo làm gì bây giờ thắng là thằng Bảo nha mấy chế ơi. Thắng rồi. Ủa, chung kết luôn rồi hả? Sắp rồi. Chưa chung kết mà. Sắp rồi nhưng mà thắng là đi đâu. Chung kết cả. Chào chế Hoa Nguyễn nha. Hello chế Hoa Nguyễn luôn. Máy là máy gì bi hả? Lê Bích Thảo. What? Rồi body mấy chị ơi, body 8. Ủa đâu body này khác. Body nha mấy chị ơi, body chị nào lấy body, body 85k. What? Có bút mực. Bi. Ok bi chấm bi đỏ nè, bi đỏ cho chế Thương Hiến nha. Bi đỏ cho chế Thương Hiến nè. Nha. Em coi dài được tới 74 luôn mấy chế. Em coi dài được tới 74 luôn nha. Thế là lấy body trước body. Còn đen mã 55 không bị. Đen mã 55 mình ăn hết rồi em ơi. Đen mã 55 ăn hết rồi nha. Body nha mấy chế, body. Lên nhanh nha mấy chị ơi, nay không kịp thở luôn nha. Giờ ngồi đổ mỏi chân để em lên nhanh nha. Rồi, em này là một em cực kỳ dễ thương luôn. Mấy chị thấy không được không ta? Ngồi thấy được không biết. Đây, rất là đẹp ha. Phải hai lớp nha mấy chị ơi. Von và có lớp lót trong đây rất là dày luôn. Mấy chị không sợ hở nha. Mấy gì? Mà body. Body hay 70? Body. Ủa, cái 70 là cái gì ta? Em 78. 70 là cái gì vậy ta? Em 78, 70 có phải body không mấy chị? Không biết nữa. Rồi em 78 thì chị là bùng con kem được nha. Chị nào lấy chút khoảng 78 cho em luôn, bùng con kem được. Em 78 đổ về nha. Mét 6, 58 cân. Mét 6, 58 cân. Comment cho em mặt 78. Đây mặt 78. Việt Nam thôi, đi dùng mấy cháy nha, mình đi bảo hết luôn kìa. Mặt 78. Làm gì được đi bảo, giờ này đi bảo chồng con mất chết.
Trời chồng đi, chồng trời đi bão mới ghê chứ. Anh cầm 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 cái số 78 đâu. 78 nha, 78 nha. Có chồng trời đi bão mà xuống vậy. Em ngồi like thấy mồ luôn biết chị ơi. Tối nay phải ngủ sớm, mai like chi buổi sáng nha. Mấy chế comment giờ, đầu đi. Comment gì? Lại giấu. 30, 78 này. 78 cho chị Trăng Ly Lưu này. Trăng Lưu á, rồi xếp chị nào này, giờ cho xếp này, huyền xếp này. Đó, comment mà xếp cho em đi, xếp siêu đẹp, size tầm size L á mấy chị ha. Mét 6-54 cơm, cho 74 nha. Cho 74. Không kịp ý. Rồi xếp cái gì? Em nói thật cái xếp này siêu phẩm. Cái xếp này nhập không là cả gồm cả hơn 100 ngàn nha mấy chị nhá. Siêu phẩm nó xếp siêu đẹp thật sự. Cái áo sơ mì nó đẹp giả mang luôn á. Rồi chị nào ơn chốt liền kia mà xếp này. Đẹp lắm. Mẹ em nói với chị tên mã set, mã set nha. Nè mấy chị. Mã set 85. Hát chốt rồi mong cho đi chị xả nha. Đó cho nên chị nào nhanh tay chụp liền đẹp lắm. Không cần. Đẹp lắm, đẹp lắm mấy chị ơi. Chị không chốt được. Chốt đúng mãi giúp em nha chị Mi Fan ơi. Set cho Thảo à, set cho Thỏ ớt nè. Mã set 85k cho Thỏ ớt nhé. Thỏ ớt mà. Mặc vừa cái áo cho mấy thùng, họ bảo lấy không? Em nói đi. Thỏ ớt ơi, Thỏ ớt ổn mà đúng không em, cái đó size L của em. Áo em mặc vừa mà cho mấy rộng ha. Em có lời không lấy thì ok là lần một cho chị. Về bóp vô cái cho mấy một chút xíu là ok. Còn nếu không thì người khác nhé. Hồ gia tệ của em chị gửi chưa? À không, nhiều đi đơn không nhớ nó nhiều quá anh không để ý nhá. Hồ gia tuệ ơi, cái gì để tí lên kiểm tra cho nhá. Chưa đi. Nếu mà nhân viên chưa gọi chốt hàng là chưa đâu gọi là đi rồi nhá. Trời cái đầm này đẹp quá, có túi luôn. Mình chế bảo mới thấy cái gì chưa kịp chốt đã giấu rồi. Đây, có túi luôn nha, có túi luôn. Em mà để mới chế thấy là em đâu có giấu được. Rồi đấy bảo. Còn nghe cho em mà còn nó mà 44. Cho xem cái hôm mới giấu rồi. Mà 44 nha, mà 44. Thì đâu em bốn mấy 6-57 cân đổ về luôn, 40 cân đổ lên, 57 cân đổ về. Mà 44 nè, mà 44 mấy chị ơi. Mà xếp cái gì? Lạc ơi, nghe em đâu rồi. Mà 44 nha. Thở ớt rồi. Em ơi, đâu rồi. Thở ớt có vừa không? Chị biết chốt cho người khác, thôi chốt cho bà luôn em thở ớt. 44 cho chị Diệp Sơn Ca này. Phải biết chịu trách nhiệm với những gì mình đặt. Rồi tiếp cho mấy chế. Wow, đầm sơ mi siêu đẹp, siêu ngầu luôn mấy chị ơi. Siêu đẹp nha, đầm sơ mi siêu đẹp, cái vải này đẹp giả mang luôn á. Cái vải này mấy chị mặc cái đầm sơ mi này vô này mấy chị. Ok nha, thở ớt nha. Mấy chị mặc cái quần cho em nha. Thở ớt tốt quá, làm chắc mà nó cho ăn nha. Rồi, rất là xinh luôn. Rồi cầm em nhanh tay cho em mã này là mã số 40. Mã 40 cho em biết 6-54 cân. Em nên thông báo là cái này phải vô, không có lót cho mấy chị nha. Mấy chị mặc cái đầm sơ mi này, mấy chị mặc thêm cái quần màu đen bên trong giống như em nha. Hoặc mặc chung cái quần váy vô cho em nha mấy chị nha. Rồi, cầm lên mã 50. Mã bao nhiêu? 40-50. Mã nhiêu nhờ? 40-50 nhờ? 40-50 gì đấy nhờ? Rồi sơ mi mới chỉ đầm sơ mi nha. Đầm sơ mi. Mấy chế nào xả hả? Đầm sơ mi. Trời ơi, cái này chúng ta chốt quá trời. Body đen hả? Một cái thôi nha, thở ớt nha. Thở ớt nha, một cái thôi nha. Phải nó không? Thế giờ quá chứ chốt, chứ chốt không được quá. Đâu, thở ớt đâu có xả cái này. Body đen mà. Thì body đen đó. Không có đen thì body đen, màu siêu phẩm mà. Ủa vậy hả? Chả cái ớt mình đang mừng hết hồn. Phải kiếm không ra. Cái này là siêu phẩm mà. Chả có cái. Đi xả cái này. Xả đây của thỏ ớt nhé. Xả cái này khóc luôn. Khóc luôn. Mà đã khóc luôn. Mình dễ mình chốt cái này chỉ có khổ em thôi. Cho xả lần đầu như lần cuối nha. Nha thỏ ớt nha. Nha mấy chị nha, đừng ai xả mình nha. Tìm mệt lắm, thôi khỏi tìm nha. Cái đó để qua sau đi. Cái đầm body thôi được bán xong. Rồi chị nào lấy cái đỏ đây, comment mà đỏ cho em nha, mà đỏ. Chốt nhanh tay nha mấy chị nha, mà đỏ. Rồi mà đỏ siêu đẹp nha mấy chị, tay nhúng nhúng như vậy. Cái phần này phần body nha mấy chị, ôm cái mông phải nghe đùi với xòe đôi cá cực kỳ xinh ha. Rồi chốt đỏ cho em luôn, phải siêu đẹp. Cái này em chị cam kết chất vải cho mấy chị 100% luôn á, cam kết chất vải ha. Đẹp giả mang luôn á. Chất vải đẹp giả mang. Rồi comment mà đỏ cho em. Cái này đúng không ta? Lôi ra. Ủa, cái quyển vừa thấy ra hả? Cái đó em vừa thể ra mà. Nói là không có tiền nữa đó. Đi vô đây chút hàng. Để cái đó đi mai bán xong. Nó giống cái này nha. Đây mẫu này body nha mấy chị ơi.
body cam đất nha. Body cam đất 1m6 khoảng 50 40 cân đổ lên và 54 cân đổ về. Có hai màu đỏ và đen, có mức ngực luôn, hai màu đỏ và đen body ha. Mặc cực kỳ đẹp dáng luôn. Hai màu đỏ và đen, ở quên hai màu cam, cam và đen. Nó cứ đá nào không chú tụi nào hết nha. Cả hai đều đá ha. Rồi mã cam và mã đen. Comment cho em mã số 1 đen và cam đây. Đây mã số 1 đen và cam ha. Mã số 1 chúng chị body ha 80k. Body 80k. Đây, body 80k mới chứ nha. Rất là đẹp luôn ha, nó dáng cực kỳ xinh luôn. Mặc em nó đẹp dáng dạng mang, cái này mấy chị đi tiệc được luôn. Mặc đi tiệc được luôn nha mấy chị. Đó, comment cho em mã 1 cam và đen. Mét 654 cân vừa luôn nha, để coi dạng lắm. Rất là coi dạng ha, 80k. 80k ha. 80k nha. Mi Phan đỏ. Đỏ cho bà Mi Phan. Ủa Mi Phan là ai ta? Mi Phan ơi, Mi Phan khách cũ khách mới vậy? Mi Phan khách cũ. Mi Phan là khách cũ hả? Chốt cho Mi Phan cái đỏ nghe 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 cho đi. Rồi đen chốt cho chị. Đen em chốt cho chị. Body đen chốt cho chuột. Chuột hủy hả? Chuột cua. Chuột cua hả? Rồi body đen 80k chốt cho chuột cua. Này chuột cua này. Mình ghi tên không? Chuột cua. Rồi là còn body cam nha, 80k. Chị nên lấy body cam, chốt body cam cho em luôn. Body cam 80k. Rồi set này nha mấy chị, một set này ha. Set cực kỳ dễ thương nha. Set bao cung luôn. Trong váy vây nha mấy chị, trong váy là trong váy quay ha. Đây, mấy chị quay vô rồi mấy chị thắt dây vô giùm em nha. Rất là dễ thương ha. Cực kỳ đẹp luôn. Quay vô rồi thắt dây giùm em nha. Cực kỳ dễ thương luôn. Rồi mẫu này, chị đeo mẫu này chốt lên cho em cục dây lại ha mấy chị ha. Đó, rồi áo này. Rồi chốt mã set trắng cho em đi mấy chị ơi, set trắng 80k. Comment set trắng 80k cho em, mét 652 cân. Mét 55 47 48 cân nha, mét 55 48 cân. Comment cho em mã set trắng 80k. Set trắng 80k nha, set trắng 80k. Comment set trắng cho em 80k. Set trắng 80k. Đó là chuột mua. Set trắng 80k. Chào chị Yến nghe chưa nè. Hello, chị nghe chưa? Thêm một cái set cho nha mấy chị. Rồi, set này dễ thương quá à. Bao đẹp luôn quần nha. Quần có túi nha mấy chị nha. Trời ơi, xin chưa? Nhìn cái quần không thấy ghiền rồi. Set này size... Chế hồ gia tẩy chút em lại xong em kiểm tra cho nha. Nếu mà có nhân viên em gọi chốt đơn cho chế rồi là chế nhận được ra chế hồ gia tẩy nha. Có nhân viên chốt rồi, tức hành đi rồi. Rồi xếp này, xếp này 1m6 54 cân đổ về. Chị nói xếp này chốt mã nu cho em. Mã nu nha mấy chị nha. Mã nu, xếp mã nu. Rồi comment mã nu nha mấy chị, mã nu nha. Rồi mã nu luôn nè. Nu cho chị Tuệ Nghi nè. Nu cho Tuệ Nghi nè. Nu cho chị Tuệ Nghi ha. Nu cho Tuệ Nghi 85k. Ê, chị cho em bỏ cái body giúp em nha, em nhắn lộn. Cái này nó mắc bùa rồi. Người ta đi bảo hết rồi em ơi. Ngọc Hằng mình vừa vô đó, cái hụt đấy kêu đi bảo được kìa. Cái này đẹp quá. Mình đi bảo kể người ta với chị mình chốt hàng nha. Cái này đẹp quá à, mình sẽ size M, ta to rồi size M à. Đẹp quá, lấy cái này đẹp quá. Nước nha, nước. Được không? Được không? Thì là nước tàu. Rồi cái này chốt cho Lê Bích Thảo luôn mấy chị ơi. Rồi, rồi đó vậy thôi chị nào ơn chốt mã xám cho em nha. Xám 6 khoảng 52, 50 cân đổ về. 50, 52 á, mấy 55, 48 cân. Body đợi xét mãi mà không được, có xét không ta? Có xét đây. Sám, ồ đẹp thế, sám. Lê Đức Thảo. Chốt Lê Đức Thảo. Lê Đức Thảo là Lê Đức Thảo.
núi thì Cẩm Giang nha em ơi. Em nói thiệt với mấy chế nhá. Em không biết nói gì hơn luôn. Em chỉ biết công nín thôi. Xét cam cho Nhung Lê nè. Xét cam cho chị Nhung Lê hết. Nhung Lê thì nó không có xét nào đúng không? Còn xét cam nữa. Kìa đúng không? Xét cam nè, xét cam. Thôi thôi, hết rồi. Đây body. Đây là body cam. Xét cam cho Nhung Lê nha. Xét cam cho Nhung Lê. Em mặc thử cái body cam vô là mấy chị bê liền. Cho em đi Vũ Thị Cẩm Giang. Vũ Thị Cẩm Giang còn mấy lên chậm chút rồi. Cái sau đi em chẳng coi còn xét là không chốt cho Vũ Thị Cẩm Giang một cái nè. Body nè. Mấy chế em nói thiệt với mấy chế không phải là không muốn chốt cho mấy chế đâu. Nhưng mà bà ấy đứng bằng cái nhìn em chàng chàng mấy kia nhìn vậy. Cái kia là em thấy em biết ký gì luôn ấy. Nó là lọc vào mắt xanh của Lê Bích Thảo rồi. Rồi mẫu này body nha mấy chị ơi. Body mặc đẹp quá. Cái này mặc đi đám được luôn mấy chị. Cam rất là đẹp ha. Đó. Cái màu cam này đẹp lắm nha. Hình như là cái máy ở bên Đức Anh Giang á là màu nó thật hơn là máy ở bên Lê Bích Thảo á. Lê Bích Thảo như màu nó xấu hơn á. Này có màu bên ngoài đẹp lắm. Nó giống bên Đức Giang hay sao á, chẳng biết nữa mà màu cam đất. Rất là đẹp lắm. Màu cam đất, màu cam đất màu đậm đậm nha, đẹp lắm. Nét 6 này 52 cân với chị ha. Nét 6 52 cân. Đó mặc đi tiệc bao đẹp luôn, bao những chị đi tiệc đám cưới là xinh lắm. Em cũng đang tìm cái này rồi. Mặc cái này mà chụp beauty thì cười. Đó, có chế nào Tinh Nhi đang coi em like. Hốt liền chụp beauty. Rồi comment mã liền cho em mã body ha, 80k. Thì là xinh luôn. Đẹp ơi là đẹp, xinh ơi là xinh. Mã body chỉ có 80k thôi. Máy chị nó khác đâu có máy em là máy dở mới chẳng qua nó chỉ được cái là nó thật hơn thôi, còn mấy cái máy xin xịn nó hay bị ảo. Có cái máy em mới xịn mới chết, máy em mới xịn. Em mai mấy chế mà cái việc cái inbox cô Thảo nhé, cái dù mà mấy cái mà quăng quăng mà nấp ấy. Mấy chế mã body 80k nhé, cái body cam rất là 80k. Chế nào lấy comment mã body giúp em nhé. Comment toàn chậm là Vũ Thị Cẩm Giang. Thấy Khánh Trang nha em ơi. Thấy chế Trang Trà này. Cái màu này ôm sát luôn mấy chị ơi. Màu này chế nào mà bằng số cân em là ôm sát. Một mấy năm tư 46 cân á. Là ôm sát như thế này, ôm đẹp luôn á. Ôm vừa người đẹp luôn. Đây 1m54, 46 cân là mặc y chang em ha. Rồi chị nào cao hơn thì cộng thêm. Chị nào thấp hơn trừ đi cho em nha. Đây cái này là 46 cân, 1m54, 46 cân là quá đẹp luôn ha. Quá chuẩn luôn. Cái body cam đất là 80k. Chị nào lấy comment mang body giúp em nha. Rồi chị nào lấy cái hồng đầm này. Đầm hồng em vừa không? Chị nào không biết. Ngọc. À ngọc được. Ủa bằng ngọc bằng đẹp. Ngọc bằng đẹp nha gái, xe ít nè. Xe ít nha gái. Tay chốt cho bà Ngọc luôn, khỏi cần nói nhiều luôn. Cho một Ngọc luôn ha. Quá đẹp. Em thôi chắc em đổi. Em đổi người chốt từ từ qua. Em đổi người chốt hả? Cho bà chốt luôn. Em ngồi ghi thôi. Body, rồi ok. Body cam đất nè. Body cam đất. Ủa chế Hồ Gia Tuệ là lấy cái gì body? Là một cái body cam đất đúng không? Đúng cam đất thì ok giúp em nhé. Chốt ok. Cái body hồng chốt cho Nguyễn Ngọc rồi nha. Em cho em cái này xuống đi em. Cho cái này xuống đi. Còn cái body mà màu cam đất có phải chế Hồ Gia Tuệ chốt không? Phải ok giúp em nhé. Phải ok giúp anh Giang nha. Chế Hồ Gia Tuệ ơi. Chế Tuệ đẹp gái ơi. La lên đi anh ơi, sắp rồi em ơi, chuẩn bị la lên nhé. Chuẩn bị la lên rồi, em sắp hết cái này rồi. Đây, chỗ này đẹp. Cái này xinh lắm chị. Em chi biết công nên. Đây, ren này rất là xinh ha mấy chị. Đó, mấy chị nhìn cái chân ren đẹp không? Rồi, chị nào lấy cái này comment liền cho em là mã của nó là mã số 45. Mã 45 cho em nha mấy chị ơi. Đó đẹp lắm nha, 45, comment 45 giúp em ha. 45 mét 6 khoảng 52 cân, comment mã 45. 45 mét 6 52 cân. Đây 45 này. 45 mét 6 52 cân nha. Mã 45. Ok. Mã 45 luôn. Ok Hồ Gia Tuệ này. Mã 45 mét 6 52 cân. Mấy chị có cần cái mặt thử không? Mã 45. 45 cho chị Tuệ Nghi này. 45 cho chị Tuệ Nghi. Cầm mặt thử 45 với chị, 45 đẹp lắm nha. Cái tầm hả chị còn chứ đang lên với em ơi. Còn mà nhà anh cái gì cũng có hết. Còn một cái mặt 45 nữa. Đó, chị nào lấy 45 chút 45 luôn ha. 45 này, 45 chị Hương ha, mét 6 54 cân. 45 cái màu này thì mét 6 54 55 cân nha. Màu này to, cái màu này chút. Rồi, chị nào ôm chốt cho em luôn, size M. Size M mét 6 54 thôi.
ha. 45 xét luôn. Mà 45 nha, chế lên xét nè, lên xét nè. Lên xét luôn. Xét đẹp, xét đẹp nha, xét đẹp. Lên xét đẹp video, xét đẹp. Wow. Xét này hơi bị đẹp luôn nha. Em hết đồng hồng rồi. Cái đồng hồng của em có một cái thôi hết rồi nha mấy chú ơi. Cái đồng hồng nó hết mất. Em không có thấy điều mừng cho nên nghe Giang nói gì một chút đó. Xảo vời. Thằng ba thấy đường đâu. 45 cho nhà cái kìa lý nè. Để nào nhanh tay chốt lại cái set siêu phẩm này nha mấy chị ơi. Đọc sai rồi nha. Sai rồi ha. Set cái này nha. Cho Vũ Thi cầm da. Cầm size mở da mặt vừa không? Vừa. Da mặt vừa không hả kia vậy? Đúng rồi, xin mời. Trời ơi, cái set này đẹp quá, đẹp luôn. Bố thì cầm da mà thấy ok liền cho anh nè. Nhanh nhanh con chốt cho người khác nha. Trời ơi, set này đẹp quá. Set siêu phẩm, đẹp quá. Rồi, set nha, xuống luôn size M nha. Nét 6, 50, 51 cân, nét 54 45 cơ, chế nhã kỳ A thì có một cái nha. Nói chung là cứ size M là mét 54, 46 là cỡ em là mặc vừa hết tất cả mọi thứ mấy chị ơi. Tay 10. Rồi xong. Xong. Chế hồi gia tuệ nếu mà có nhân viên chốt hàng rồi là hàng gửi rồi chế nha. Còn thấy nhân viên mà chưa chốt hàng cho chế là chắc chưa gửi đâu chế nha. Bây giờ có nhân viên alo tức là hàng mới chế mới được gửi nha mấy chế. Cái đầm này có mút mực luôn nha mấy chế ơi. Đầm này có mút mực luôn nha. Chờ anh nói rồi. Ok nha. Phú chị cầm giang test này. Anh nói gì vậy? Cái gì nói rồi. Test này bao nhiêu? Test này là giá. Có một giá một à. Chỉ có một giá một thôi. Xét chốt cho Vũ Thị Cẩm Giang 85k. Xét chốt cho Vũ Thị Cẩm Giang nha. Cái này em mặc có gì sai sai không? Rồi sai thật. Rồi cái đầm này nha chị ơi, có hai màu body nha mấy chị ơi. Có hai màu luôn, màu đỏ với màu đen. Rồi sao mấy cái body này mặc sao nó đẹp ghê vậy ta? Lý sao mấy cái body. Đúng là năm nay đang, bây giờ đang hot body có khác ha. Nó giống cái này đi. Đang hot body có khác đẹp quá. Rồi body nha mấy chị ơi. Mét 6,52 cân đổ về 1m54, 46 cân. Em không đọc 1m55 nữa tại vì em có 1m54 à. Cho nên đọc 1m54 nha, 46 cân. Chào chị Mai nha, chị Mai mới vô này. Chào chị Mai nha. Hai màu nha mấy chị. Màu đỏ và màu đen nha. Chị nào lấy chốt cho em mã của nó mã số 7. Mã số 7 kem màu có mút ngực. Mã 7 kem màu giùm em nha, có mút ngực nha. Xét em hết rồi nha mấy chị ơi. Mà 7 kem màu, mà 7 kem màu. Mà số 7 mà 7 kem màu cho em. Mà số 7 có màu đỏ và màu đen này. 7 có màu đỏ và màu đen nha. Quá đẹp luôn, xuất sắc, xuất sắc. Xuất sắc cực kỳ luôn. Đó, để đó mặc luôn đẹp quá à. Đây, đỏ đen nè, đỏ đen. Mà 7 đỏ và 7 đen. 7 đỏ và đen. Đẹp xuất sắc không? 85k, 85k thôi, chỉ 85k nha. 7 đỏ và 7 đen nè. Lên chỗ này cho em kịp để không lên đây. Rồi một đầm body ha mấy chị, đầm body sọc, còn mấy sọc kia em lên nhanh nha, mà sọc này. Bây giờ em lên nhanh mấy chị ơi, mà sọc. Chị nào lấy sọc chốt mà sọc cho em nha, mà sọc. Mà sọc, còn mấy mà sọc cho em. Mà sọc mấy 652 cơ. Em thấy cơ đóng thì biết đâu mà chốt. Rồi có người chốt được rồi. Ok. Mà sọc mấy 652 cơ. Sao em không xem like được thích. Cho phay của anh xem được không bé ơi? Chị anh nè, cho phay của anh đi. Chút. Có cái thằng đi hai, có cái thằng hai mệt anh xem nè. Phương Lê ship bưu điện nha, ship Sài Gòn thì 25k, còn ship tỉnh là anh ship bưu điện nha em ơi. Ship Sài Gòn là ship shipper nha. Rồi chào, màu này. Chào chị Hằng Trần nè, giờ mới thấy vô được nè. Chị nè ơi, cái màu hai cái màu đen luôn. Cái đầm body em đang mặc thì cứ comment cho em body cũng được, không thôi comment cho em mã một nha, mã một kem màu nha mấy chị ơi. Một có màu đỏ và màu đen, mã một có đỏ và đen 85k mấy chị ơi, cực kỳ sang nhá. Mẫu này chị nào mà nhìn quen là xuất khẩu Tây nha mấy chị. Mẫu này là đang bán với giá là 200 mấy, không nhiều ha. Chất poly xịn đàng hoàng mấy chị ha, có mức mực luôn nha, rất là xịn. Cái này mấy chị mặc đi tiệc, đi chơi ok hết, rồi đi sinh nhật rất là đẹp ha. Nói chung là khoe được giá, khoe được các phòng mấy chị, khoe dễ thương, đặc biệt là da trắng mịn màng ha. Khoai lằng giang trắng mềm mềm nha. Rồi, cái đầm này nhớ chị ơi, đầm này 80k, chị nó lấy chốt kem mã số 2 này. Mét 6,54 cân. À, đạt, anh ship đạt là anh ship bằng bưu điện VNBOT nha, Phương Lê nha.
hàng mình nặng thì giá cao nhé, hàng nhẹ giá thấp nhé em nhé. Giá nó từ tầm 25, 30 đến 35, 40k tùy vào trọng lượng hàng nhé. Hàng càng nặng thì ship càng cao chứ hơi cao nhé. Rồi một đây nha. Rồi chị đâu một đây. Anh tắt cái đèn ra, không nói nhầm 104 giờ. Mã số mấy? Mã số 2, số mấy? Nhớ. Mã số 2. 80k. Số 2 80k nè. Mã số 2 80k chị Phương Lê là trên số điện thoại địa chỉ anh Tiến chưa chốt được em nhé. Chị Lê Ngọc Tường Vi cũng vậy nè. Mã số 2 tạm thời em chốt cho chị Thắm Nguyên đuôi 338 nhá. Giá 78 chị ơi. Mặc cái này mặc bếp siêu đẹp nha, giá 78 đủ về. Thân hòa đâu rồi em? 48 cân đổ lên. Em tiếp hơn 50k, anh cái nặng quá chi. Hai dồn này người vô cục chồng bóa, 50k chi đôi hai người cũng 25 cơ à. 48 cân đổ lên và 56 cân đổ về. Comment cho em mã 10, chúc mã 10 nha, mã 10 cho em. Rồi mã 10, comment mã 10 ha. Mã 10 cho em này, chúc mã 10. Comment mã 10 nha. Body đỏ đen. Chế tiên body đỏ đen là lấy mẫu nào chứ ơi? Phải cái mã em đang mặc không? Để đang mặc thì comment mã body em đang mặc cho em nha. Body, nếu mà chị lấy body á thì chị lấy màu gì? Cái em đang mặc màu đen còn cái màu đỏ nữa ha. Cái đỏ đen thì em biết đâu được. Chị nói đỏ đen là không lấy cả hai cái luôn đó họ. Nếu lấy hai cái thì ok, hai cái giùm em nha. Rồi màu này nha chị ơi. Màu này form của nó là form baby doll. Form baby doll. Đây. Baby doll này mới chứ. Baby doll ha. Rồi đầm baby doll nha chị ơi. Cực kỳ dễ thương nha. Cực kỳ đẹp. Đó, dễ thương chưa? Rồi chị nào ơi, cái mẫu này baby doll này mình bí mặc siêu đẹp luôn. Mặc wow, siêu đẹp. 60 cân đổ về nha, 60 cân đổ về. Siêu model. Rồi comment nhanh tay giúp em là mã baby doll đi. Mã baby doll nha, mã baby doll. Mã của nó là mã baby doll nha, cái tiệm baby doll. Đồ em mấy bữa có người lấy không? Body đen đang mặc. Ok Phương Lê lấy body đen đang mặc, để lại số điện thoại kèm địa chỉ cho anh nha. Body đen đang mặc cho Phương Lê nè, có 85 k mấy chị, chỗ mấy chị không hốt thì có tiếng được. Huỳnh Tiên có đầm làm bầu bí à, mới có đó Huỳnh Tiên ơi. Đầm bầu bí mới giờ lên đó gái, cái đó đẹp, mặc đẹp lắm chị. Ừ. Cái đó baby doll nó chứ mặc đẹp lắm, bầu bí mặc đẹp. Ok, mọi chị tin ok mất tiêu rồi kìa. Baby doll cho chế Phương Trang nuôi 367 là baby doll cho cái đúng du đúng không? Cái kia nó đúng không? Hay khác vậy? Tôi đi coi. Cái như hai màu khác nhau. Tôi lên coi. Tôi lột ra. Serum dịch yến giá sao vậy chị Thảo? Serum dịch yến 3 hộp, 1 hộp cũng có 3 chai, giá là 280 nha mấy chị nhé. 1 hộp 3 chai xài được gần hơn 2 tháng ha. Mấy chị ơi, mấy chị nào nhận serum á mà xài lâu rồi mấy chị bỏ vào ngăn mắt á, tủ lạnh thì mấy chị bảo quản cái tên nha. Okay. Chế Tin Nguyên lấy một lợi cho em, để Chế Tin Nguyên này lấy cái body đen em đang mặc với màu đen, màu body em đang mặc màu đen và màu đỏ, hoặc là một cặp này cho em xin thêm địa chỉ nha Chế Tin Nguyên nha. Tin Nguyên cho em địa chỉ liền nha Tin Nguyên nha. Tin Nguyên số điện thoại đuôi 034 này. Đây cái baby doll màu khác nha. Cái này đó, cho Ken Đúc Du đúng rồi màu. Giống không? Giống nhau. Cho Ken Đúc Du. Cho Ken Đúc Du nha. Cái này cho Ken Đúc Du ha. Bộ màu bò chế nhắn kỳ ai ý chưa có em nha. Này cho tay nút vô. Này cho tay nút vô ha. Cái này chưa ai lấy không? Cho tay nút vô. Wow, cái bông này đẹp quá. Chị nói cái bông này comment liền cho em là số 75. Mà 75 ý chị ơi, mà 75. Mà 75 1m6 52 cân. Comment mà 75 cho em. 75, 1m6, 52, 53 cân, 1m4, 1m54, 47 cân. 1m54, 50 cân cũng vừa luôn á. Đây tại vì nó co dạng eo ha. 1m54, 49 cân đi mấy chị. 1m54, 49 cân nhá. Quá đẹp luôn. Rồi chị đã ôm chốt liền cho em là mặt của nó là mã số 16. Mã 16 cho em nha. Mã 16. Trời ơi, Chế Tin, ok này, Chế Tin Nguyên này. Cảm ơn Chế Tin Nguyên nha. Chế Tin Nguyên có 2 cái nha. Mã 16 nha. Chế Phương Lê, sorry Chế Phương Lê, Chế Phương Lê comment hơi chậm này, nên chế Tin Nguyên comment rồi nha. Chế Phương Lê ở Hiệp Thạnh Phi Nông chốt cho em mã khác nha. Mã 16 đúng không? Mã 16. 75 là cái gì? 16 là gì? Ôi trời ơi, vậy là 75 với 16 là một. 75.
75 với 16 chắc là 1 á. Vừa kêu mang 75 mà. Ok. 75, 75 cho chị Mai này. Đây đúng không? Đúng rồi. Lâu lâu em nào các bạn tí với chị thông cảm nha. Hôm nay là em giàu lắm rồi đó. 75, 85k đúng không? Dạ. Rồi cái tướng mình cái kiểu gì sao cái size nào mặc của vừa vậy ta? Cái tướng em cũng không hiểu nổi cái tướng em cái kiểu gì mấy chị ơi, size nào mặc của vừa đó. Cái này size L này mặc vừa luôn ha. L, M, S thì mang vừa hết mấy chị. Không biết cái tướng cái kiểu gì nữa. Đây, chị nơi cái đầm này cầm đi nhanh tay giúp em là mã của nó là mã số 11 nha. Mã 11 giúp em. Mã 11 siêu dễ thương, mặc cung sở siêu đẹp luôn. Đây, đi chơi, đi tiệc, ok hết ha. Rồi chốt mã 11 giúp em này. Yêu em này tới 75, 74 gì đấy á, nói chung là size L đi ha. 75, 74, 15, 15, 15. Đó, mình mà mặc ok luôn mấy chị ha, không có bị rộng nhé. Rồi chị nơi chốt luôn cho em này. Chốt nhanh tay mã 11 nha, mã 11. Cầm đi mã 11. Body đen 50kg, oh, body đen 50kg vừa không? Không lê, ô không lê đâu, được bao body đen đâu. Ừ, hết rồi. Body đen chốt hết rồi. Mã gì vậy? 16 hết rồi mấy chị ơi. 11, mã 11. Mã 11, em nha mấy chị ơi, mã 11 nha. Sorry mấy chị này, mã 75 rồi đấy là, tức là mã 16 em chốt cho chị Mai rồi nha. Mã 11. Body nhiều đấy mấy chị. Body nhà em nhiều lắm, có đây body nhiều ha. Mã 11 rồi đúng không? Mà 11 là size L ha, ML mà được hết. Đúng rồi. Mà 11 là ML mà được hết nha. Đây body tiếp nha mấy chị nha. Chị Đào ơi, kiếm cho em một cái set áo yếm màu cam. Sẽ yếm cam có gì vậy? Không biết thì kêu vậy đó, hay có thì có thì cho có thì thôi chứ sao giờ không có em ơi. À biết lên lên vùng đây có chéo hoàng hình đợi lên từ đầu giờ tiến tội ghê thương ghê chứ thương nghiên cũng đợi lên mấy chị ơi xem ai chứ mấy chị em hết đầm rồi em hết đầm rồi ha em lên cái đầm mấy cái đầm cuối nữa là em móc ok là em lên lên nha lên ai lên nó lên phong dày nha mấy chị ơi của cái đầm này hôm vừa mình để cho nó là nó có túi luôn nè đã chưa body nha mấy chị 1m650 cân 1m45-46 cân body em vừa không quên mấy năm tư trời ơi Nguyễn Ngọc mặc đẹp đúng em ơi đây bà Ngọc mặc quá đẹp luôn á cái này chỉ mặc ôm là ôm là bà mặc vừa nha bà có body eo lớn không anh Thi ok Hùng Nam nha anh rồi comment nhanh cho em mã nu đi mấy chị ơi mã nu như Ngọc thấp hơn em luôn ba bằng bằng hả cái đó hả rồi mã nu Ngọc ơi comment nhanh đi mấy Ngọc ơi lâu lâu mới có sai của gái nu cho Nguyễn Ngọc nè rồi nu cho Ngọc nè sinh ra là cũng Ngọc mất sinh ra để dành cho em đó nghe đã quá ha ừ, nghe đã ha ừ. Sinh ra là để dành cho nhanh em ơi đi bảo em ơi ok luôn rồi mẫu này nhóm chị ơi mẫu này là mẫu tâm đắc luôn siêu phẩm quá đẹp luôn mấy chị mẫu này mặc vô như tiên luôn nói vậy chứ nhìn nhẹ nhàng dễ thương lắm mấy chị đây mẫu này là tầm 1m6 khoảng 50 cân đổ về nha 1m55 là 46 cân nói chung 54 là 46 cân cỡ em nha mấy chị 1m54 46 cân nha rồi chị đã ôm chốt cho em mặt của nó là mã số 22 mã 2 siêu đẹp nha Thùy Nguyễn ok nha ok chị Thanh Thùy Nguyễn lấy một serum dịch yến này ok nha để em nốt lại tí em chốt mai gọi điện chốt đơn cho chị nha hàng F1 là mấy chị biết rồi hàng F1 không dưới 100.000 đâu ha hàng F1 là 100, 200, 300, 400, 500, 600 gì đó không à nói chung hàng F1 nó mắc á nhưng mà em bán có 85k thôi ha mã 22 đúng không đúng rồi mã 22 đẹp quá 22 cho Nguyễn Thơ 615 nha cô Nguyễn Thơ này thôi bà mặc vô bà đi chơi em đảm bảo bồ bà mây bà tới già luôn đây Nguyễn Thơ 615 hết tiếp nha nô em hết rồi chị nô em hết rồi chị Gia Bảo ơi đây yếm đây yếm đây để chị nó hỏi yếm hỏi yếm đây yếm nuôi cá nha yếm nuôi cá luôn nha yếm rêu nuôi cá nha rồi đây hỏi yếm anh để chị nó yếm cho kem đúng chưa? Người ta để ưu tiên nè. Nhưng mà màu cam cơ. À cam nó thì màu rêu. Rêu nha mấy chị rêu nha. Yếm rêu chị nói là yếm rêu này chốt mà yếm cho em. Size M nha mấy chị nha. Mét 6 52 cân. Mét 6 52 cân. 1 mét 55 48 cân đổ về. Comment cho em mã yếm. Mã yếm nha xuống yếm luôn. Chị bắt một comment cũng bị sâu nè. Trời ơi có cho người comment 22 luôn. Đây mã yếm này chị biết mặc mà nó không vừa. Ừ, đúng rồi, cái bánh mộc mà không vừa mã 22 này. Mã yếm là mã yếm đúng không? Này, cái bánh mộc mặc cái này vừa này. Để
cái này rút eo được không chị? À. Chị bắt mộc. Ok này, chị bắt mộc đâu rồi? Bắt mộc mặc yếm, yếm, yếm. Ok này, yếm với chị Thắng Nguyễn Tư 338 này. Rồi chị nào lấy cái đầm xanh này cầm me cho em mặc của nó là 60 nha chị nhé. Mẫu này chị nào 60 cân mặc vừa luôn. Đó, tại vì nó là đầm rút không mấy chị? Đầm rút nha, nó thì thôi. À, nó là size M mấy chị nhưng mà nó đầm rút. Không biết có bị chật ngực không ta? Thôi tầm mét 654 thôi nha mấy chị nhé. 54-55 cân nha. Mét 654-55 cân, 56 cân gì đó cũng ok được. Nhưng mà 60 cân là mặc bị chật, em sợ bị chật vai á. Rồi chị nào lấy chốt liền cho em mặc 60. Mà 60 nha. Mà 60 nha mấy chị nha. 60, cũng mặc 60. Mà 60 đúng không? Dạ. Yeah. Cái đầm body sọc nha mấy chị. 60 cho Nguyễn Thơ 615 nè. 80k. Đầm body sọc 80k. Chất vô tâm. Chất vô tâm thì nó lấy sọc chốt sọc cho em. Mà sọc 80k. 1m6 khoảng 52 cân. Cầm bên mặt sọc. Mà sọc nha. Sọc chất vô tâm siêu xịn. Cầm bên sọc 80k. Đi giá một em đi nha. Có bên 5 nè. Chị rất là ngày rồi đúng không? Không, mày đang nít cái nít vàng đó hả? Ừ. Em tưởng mẹ tôi vàng luôn mà. Rồi tiếp cho mấy chị. Sạc rồi đúng không? Rồi comment cho em mã này là mã số 4. Mã số 4 80k luôn, mét 6 52 cân luôn. Chất cô tông siêu xịn, mặc ôm, body cực kỳ đẹp. Đó, 80k, comment mã 4 cho em luôn. Mã 4, màu sọc này là sọc nhẹ. Mai xem xét lên quá. Rồi mà bốn xí lên. Xí lên bị xịt bo nguyên cục luôn. Mà bá. Rồi, chị nào lấy mà 4 comment mà 4 cho em luôn nha. Mà 4 xí lên, mà 4 xí lên. Wow. Cái này là cái gì, cái zoom? Phải zoom không? Một cái zoom nha mấy chị ơi, một cái zoom nha, một cái zoom trắng siêu xinh. Cái zoom trắng này chị nào nhỏ nhỏ người thôi, tầm size S, M nha. Eo tầm 68 độ về mấy chị, eo 68, eo 68 độ về ha, size S nha. Đúng không, size S đúng không? Size M ở đâu eo nè? Mấy chị đợi một xíu. Size M mấy chị ơi. Ồ, size M, eo 68-70. Size M, eo 68-70 mấy chị, nói chung là gắn eo một đúng không mấy chị ha. Cái số 8-70 nha. Rồi mẫu này tầm 1m54 em mặc vừa nha. 1m54 là 40 em ơi, con. Mã số 4 này. Mã số 4 Trần Ngọc 195 thì nhìn quen lắm em, nhìn đã đúng không thôi. Phải bé Ngọc à? Phải Ngọc. Đúng rồi, bà Ngọc quên đi nha. Đúng không? Đó chứ. Chốt cho mã số 4 đi. Đúng rồi. 80k. Rồi chị nào lấy mẫu này chút chân tay cho em nè, cái dung này nha, cái dung này nha. Số 4 cho Trần Ngọc nha, Trần Ngọc 195 này. Chị nào lấy dung trắng chút mã 5. Dung trắng chút mã 5 cho em. Dung trắng chút mã 5 nha. Dung trắng chút mã 5. Có mà, trời ơi, bà này bên này quá dung cho Vũ Thị Cẩm Giang nè. Bà sao? Còn có lên lên không? Báo viết thì khách còn đợi. À có lên lên rồi. Xong rồi lên lên nè. Bữa sau la đầm tiếp. Lên lên nha. Bao nhiêu đây? 85k đúng không? Dạ dạ. Ngày mai la đầm lây, la đầm la xếp tiếp nha. Giờ lên lên luôn. Giờ của chị mang thêm 10 chốt nha. Hình như chị em không nhớ. Chị thương miếng ơi, để em con. Rồi chị nào lấy cái đầm này comment luôn cho em là cái cuối cùng nha mấy chị ơi. Cái cuối cùng mà số 0. Cái cuối cùng mã số 0 nha mấy chị ơi. Cuối cùng mã số 0 mà phải bị đẹp. Rồi comment cho em mã của nó là mã số 99. Chốt mã 99 cho em nha. Sẽ tà hai bên luôn. Mã 99. Quá đẹp luôn. Rồi 99 nha mấy chị, mét 6 54 cân nha. Rồi xuống lên lên luôn nha mấy chị ơi. Lên áo len nha, lên len nha. Mã 99 lên áo len nha mấy chị. Xe like mấy chị ơi, xe like chuẩn bị nha. Chị Cao Thu Thảo đã về. Hello chị Cao Thu Thảo. Mà hết luôn đầm xếp rồi. Cao Thu Thảo mai mua đầm xếp cho lên áo len nè chị ơi. Mai lên đầm xếp nhé. Rồi lên lên nha mấy chị. Mã 99. 99 cho chế mi Phan nha. Em đang mặc cái áo màu nâu, cái này là màu nâu nha chị. Cái màu này em có nhiều màu nha. 99 cho chế mi Phan này. 99 cho mi Phan à. Ừ. 99 cho chế mi Phan nha. Ồ, cái này đẹp quá à. Bao nhiêu em? Cục tim không? Có lưới là đẹp quá à. Dạ. Để giá bằng thời mà, 85. Cái nào có trái đặc biệt nha. Lên bao tiền? Chị mi giá lên cho em, mi giá lên cho lên. Bao tiền? Lên bao tiền? Lên
69. Lên 69k, lên 69k, lên xếp lên đi Thảo. Xếp lên chắc sáng mai em lên được chị Hiền, nhưng em không biết lên kịp không? Xếp lên sáng mai em mới lên nha chị ơi, sáng mai nha. Sáng mai em lên nhé. Sáng mai khoảng 9 giờ rồi em lên live nha mấy chị nha. Hôm nay em đổi lịch live ha mấy chị, em live sáng và live tối nha. Live sáng và live tối mấy chị ha. Rồi, mẫu này nha chị siêu đẹp. Rồi mấy chị mặc áo len mặc mập lắm nha. Mà mấy chị thấy em mặc áo len mà mặc hai áo mà nhìn còn gồm đúng không? Cái áo len này dáng đẹp, áo len mặc dáng đẹp nha. Rồi mẫu này nha mấy chị, cổ lưới ha, cổ lưới cao như thế này ha, rồi đang sau lưng luôn này. Rồi chị đâu mẫu này chốt nhanh tay cho em, màu em đang mặc là màu nâu nha chị, màu này kim, có nhiều kim, màu kim, nha. Kim kim giá ai? Ai chắc lên? Ai có cái kim gì đó? Lên 69 rồi, cảm ơn bà Hiền luôn, kim bà Hiền trước. Sáng coi không được tu chị Hiền, như sáng bận bán hàng không coi được ai. Sáng bận bán hàng coi được ai hả? Thì giờ có lên luôn gì ngay. Rồi chị nào lấy cái màu em đang mặc comment cho em mã số 1, mã số 1 kiếm chị ơi, mã 1 cái màu nha. Mã 1 có màu nâu, màu rêu và màu đen. Mã 1 có nâu rêu đen nha, nâu rêu đen. Mấy chị cứ comment lên em chốt hết nha. Áo đen có số lượng cho nên hai bên nào cũng chốt được hết. Đây, tay dài nha mấy chị ơi, tay dài nha, em cũng chốt một chiếc về Đà Lạt mà. Tết này về Đà Lạt hơi lâu ha. Rồi, quá đẹp luôn rêu nha. Trời ơi, đẹp quá. Rồi rêu nâu và đen cho em, mã 1 nha, mã 1, comment mã 1 cái màu cho em nha, một cái màu. Hello chị Mai Hoa. Nói để em biết. Một nâu cho chị Nguyễn Nhung. Anh lấy giấy ghi vô cho anh thêm. Anh lấy giấy ghi cho em ạ. Cái màu em đang mặc là một màu là có 5 cái. Đây. Màu đang mặc một màu có 5 cái, có nâu rêu và đen ha. Nâu rêu và đen. Một màu một đường một 5 cái. Nâu rêu và đen. Rồi chị nào lấy một cái comment một lên. Cái màu đang mặc là mã 1 nha mấy chị, mã 1 nha. Chị nào lấy mã 1 cái comment một lên nha. Để lên một khác cho mấy chị ơi. Mã 1. Ok, muốn chị cầm gian nha. Một cứ một cái màu cho em là được ha, một cái màu. Rồi, một cái màu cho em nha mấy chị ơi. Có 3 màu. Một nâu cho chị Nguyễn Nhung, một rêu cho Phương Trang nè. Nâu rêu và đen. Rồi em lên cái màu khác nha, chị nào có lấy màu đang mặc cứ comment vào màu cho em là được. Để em lên màu khác. Em một rêu chị. Rồi tiếp nha. Khoác nha mấy chị nha, khoác. Khoác ha. Khoác nhẹ nha mấy chị. Khoác nhẹ nha, rồi chị nào lấy khoác. Chị nào lấy khoác comment nhanh mã khoác lên chị. Mã khoác nha, comment khoác. Wow. Cái khoác này màu trắng. Chết rồi, cái khoác này nó bị in cái nơ lên rồi anh ơi. Nó bị in cái nơ rồi.
Đây form của nó là form rộng ha. Các chị mặc cái kiểu model á, rồi là trên vai cho nó dễ thương nha. Cái đầu sọc rất sọc cho em, sọc form rộng nha chị ơi, 60 cân cũng vừa luôn nha. 60 cân cũng vừa luôn ha. Rất là dễ thương đúng không? Cực kỳ cưng luôn. Rồi sọc cho em nha, sọc. Đó, sọc rất là dễ thương luôn. Rồi comment sọc nha. Rồi, dễ thương quá. 60 cân cũng vừa luôn chị nha. 50 cân đổ lên, 60 cân đổ về. Rồi sọc sọc sọc, comment sọc luôn. Comment sọc cho em là mình chơi, sọc sọc nha. Má là con bị gì vậy chị? À bị lem màu, nó bị lem màu rồi. Nó bị lem màu ha. Quá lem có 69 thôi nha các chị ơi. Lên 69k các chị nào ở bên máy Lê Đức Thảo comment ghim cho em dòng ghim nha, lên 69 nha. Ghim dòng ghim giúp em lên 69 nha các chị nha. Lên 69k. Lên 69k nha các chị. Lên 69k nha. Chị nào bên máy Lê Đức Thảo ghim cho em dòng ghim nha các chị ơi. Anh cho em sạc bình nha, sạc bình thêm cái máy á, để cái máy gian đi. Rồi thêm một cái dạng áo len vải này là cực đẹp luôn nha mấy chị. Đó, cổ cao ha, mấy chị biết mang cổ cao hay cổ bẹ gì nữa á. Rồi nhìn cái khóa của nó là yêu rồi mấy chị. Rồi chị nói cái này tay dài luôn, làm nhạc khoát được luôn nha mấy chị ơi, làm nhạc khoát được luôn nha, cực kỳ xịn, tặng 69k. Cái này 69k là xịn vô cùng nha mấy chị ơi, cái này là hàng shop nha. Và bộ len nhà em là hàng shop nha chị. Đấy, em nói thật mấy chị không đi đâu, bộ len mà đẹp nha em thật sự luôn á. Đấy, len chất len cực đẹp, len nhà em bao không xù ha, bao không xù. Sao cắm, em làm cắm đi. Rồi comment cho em mà 7 nha mấy chị. Mà 7, chúc mà 7 giúp em. Được, cắm đi. Tắt cái ao cái máy gian. Máy gian. Rồi. Mà 7 mà 7, comment mà 7 nha, lên 69k. Ồ, cảm ơn. Số 7 đỏ cho chị Cao Thu Thảo nè. Thank you chị Kiều Phục. Rồi mà số 7 cho chị Cao Thu Thảo. Mà 7 cho Cao Thu Thảo nè. Mà 7 cho Cao Thu Thảo ha. Rồi mà 7 số lượng ít chị ơi, mà 7 số lượng ít nha. 7 số lượng ít. Ấy số lượng ít thôi nha, không có nhiều nha. Chúc họ bày cho em. Like đầm đi chị để em chọn tiếp. Đầm hết cho Thiên Nguyên ơi, mai nha, đầm mai nha. Chế nào đầm mai nha. Chế nào like đầm nhớ mai vô nha chị nha. Mai vô đầm nha, mai vô đầm hết. Lên đẹp ngất xỉu luôn. Đẹp mà muốn ngất xỉu luôn nha mấy chị. Xinh ha. Rồi cánh dơi luôn mấy chị. Cánh dơi nha mấy chị ơi. Rồi cánh dơi này sang lắm. Dù bên đó cánh dơi sang cực kỳ này. Rồi chị nữa cái len này chốt nhanh tay cho em. Mà của nó là mặt số 4 cũng có biết không ta. Vậy đúng mới đúng đúng không? Ờ. Dạ. Cánh dơi. Rồi đúng không anh? Thì ngược lại. Ngược lại. Không phải. Này nè. Phải không? Không. À, ngược lại vậy hả? Dạ. Yeah. Rồi chị nào cái mẫu này comment nhanh tay giúp em là mã số 9 nha mấy chị, mã số 9 comment mã số 9 giúp em nha. Đúng rồi cánh dơi mã số 9. Rồi mã 9 cánh dơi mấy 655 con đổ về ha. Mấy 655 con đổ về. Em mới đọc mã số 4. Còn mã số 4 hả? 4 số 9 gì đó, số 4. Mã số 4 nha mấy chị ơi, cánh dơi mã 4, cánh dơi mã 4. Mã 4 mã 9 thì cũng được hết. Đây, mã 4 mã 9 thì cũng được hết nha. Mã 4 mã 9 thì cũng được hết. Mã số 4 cho chị Cao Thu Thảo, mã số 4 cho Dương Ngọc Thúy, mã số cho Phương Trang nữa nè. 4 cho Phương Trang. Phương Trang 367 cho mã số 9 nữa nè. 49 thì cũng như nhau hết nè. 49 thì cũng được hết nha. Chị My Trần cũng vậy này, mà chơi chế nào khách mời ấy, comment cho em mã số kèm số điện thoại giúp em nha. Còn khách cũ thì cho em lại ba số điện thoại để em chốt hàng nha mấy chị ơi. Đẹp quá mấy chị ơi.
Rồi chị nào lấy cái màu đẹp quá đây comment cho em mã của nó là mã số 7 à, số 70. Comment mà 70 cho em cái mã 70 này nè mấy chị. Cái mã 70 này là 1m6 khoảng 53 cân đổ về nha. Comment mà 70 cho em 1m54 khoảng 47 cân ha. Em là 46 cân 47 cân mà cực vừa. Rồi comment nhanh tay xem. Comment nhanh tay xem nha. 70. 70 và 70. Chốt cho hai người thôi. Mà 70 nha. Comment mà 70 nhanh tay xem. Mà 70 nhanh tay xem. Mắc cười không? 70, 70 cho chéo hoàng oanh đuôi 563 này. 70 cho chéo hoàng oanh đuôi 51563 nhá. Chéo hoàng oanh cho em xin thêm địa chỉ nha chị ơi. 70 cho hoàng oanh ha. 70 cho hoàng oanh. Cái này mình mặc trong Nam, à mình mặc trong Sài Gòn trong Nam mặc được nha mấy chị. Đó lên thì lên mát nha mấy chị, lên thì không có nóng mà lên mát ha. Lên mát ha. Thanh thương đoàn cho bốn số đuôi hả? Chị Mi chồng số điện thoại. Mấy chị tí nữa chốt số điện thoại kèm với mã hàng cho một dòng giùm em nha. Mã hàng với lại số điện thoại chung một dòng giùm em nha mấy chị nào khách mới á. Ok, chế thanh thương đoàn nhé. Không đồng đen nha mấy ơi. Này. Đeo chế thanh thương đoàn nhé. Có mã số 9 nhé. Rồi chị nào ưng cái mã này, chị nào ưng cái đầu cái len này cầm đi nha tay giúp em, nó có phần ren phối ren nha mấy chị. Phối ren cực đẹp ha. Phối ren cực đẹp luôn. Rồi okay. Comment tím cho em. Ưng tím chúc tím 69k, ưng tím chúc tím nha. Chị nào ưng tím chúc tím cho em 69k, comment tím nhanh tay nha chị. Tím mà comment tím nhanh tay nha. Em chưa đi đúng. Đơn chị em chưa đi đúng không em chị Uyên Tô. Uyên Tô là ai? À, Uyên Tô. Uyên Tô chị Minh Tâm Trần Thị đúng không? Em nhớ đúng nè. Hàng của chị đi rồi mà sao không shipper không liên lạc được với chị để đem về lại cho em rồi này. Anh chốt tím cho chị Thanh Hương Đoàn chưa? Rồi em. Rồi mà tím đi, giờ chốt tím cho em đi. Chị Phương Trang là cái cụ anh. Phương Trang tím, không? Tím cho Phương. Tím cho Phương Trang này. Tím cho chế Mi Trần này. Tím Phương chế Trang, tím cho Mi Trần hết. Chế Mi Trần cho em xin thêm địa chỉ nha. Áo thảo mặc, áo thảo mặc còn chế Hằng Trần nha. Lấy comment mà số 70 cho em nhé. Chế Hằng Trần nha. Đó, em đẹp mặc lắm. Comment mà 70 cho em còn một chiếc phải hả? Còn một chiếc thôi. Còn chiếc này em mặc em lấy rồi nha mấy chị, em không chốt rồi nha. Màu này em mặc em lấy rồi em không chốt rồi ha. Em chỉ còn một chiếc thôi ha. Còn một chiếc thôi. Em ơi. Hả? Chả biết chưa đây này. Ok nhá. Chị đang mặc cho chế Hằng Trần 878 nè. Xinh quá à. Rồi chị nào ưng cái mẫu em đang cầm, quá xinh quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Comment lên tay cho em mã của nó là mã số 55 nha chị nha, 55 nha. Đó comment 55 lên tay cho em. Trời ơi đẹp quá gian rồi em chốt. Chế Mi Trần cho em xin thêm địa chỉ nha chế Mi Trần ơi. Mã 55 giúp em. Mi Trần đuôi 238 cho em xin thêm địa chỉ này. Mã 55, chốt 55, chốt 55. Đây 55 này nha. Mã 55. Ở 55 nha, mã 55. 55. Mã 55 luôn nha mấy chị. Trời ơi, màu này đẹp quá. Cái màu nào đẹp vậy? Mã 55 cho chị Cao Thu Thảo này. 55 cho chị Cao Thu Thảo nha. 55 cho Cao Thu Thảo ha. Cho em có tính lại bên chị. Tìm hết rồi Hoàng Huỳnh ơi. 55. 55 còn không em? Hết rồi, không còn đâu. Rồi màu này nhé. Chị Mi Trần cho em xin thêm địa chỉ nha chị ơi, áo thảo mặc cho chị. Chị nào bảo chị nào xin vậy? Chị Nguyễn Nhung Bảo Lộc. Thôi em nhường cho chị Nguyễn Nhung á. Rồi đây. Thôi tiếp hả? Tiếp rồi, thôi, mình thôi để nó đi. Thôi không nhường, Nguyễn Nhung chú khác chị em đi. Chị Nguyễn Nhung khác chị em đi. Chị đọc số ký để biết mà chốt, ok. Ở đây nhiệt mặt lắm mấy chị. Mi Trần inbox, inbox luôn giúp em nha để em kiểm tra cho thôi, ok đấy. Nhung này. Thương chị Nhung lắm, em mới nhường á nha chị Nhung nha. Thương lắm mới nhường á, tiếc lắm nha. Nhường chị Nhung á, thương lắm mới nhường á nha. Rồi chị đó, cái mẫu em đang mặc comment nhanh tay giúp em là mã của nó mặc 100 nha mấy chị ơi. Mặc 100 bao đẹp bao ốm mấy chị nha. Người ta mặc ở đây rất là mập.
mà mặc ở cái màu đen hoặc nó đẹp thì mấy chị sẽ rất là ổn, không có bị mập. Ví dụ như em cũng uống mà mặc ở đây người nhìn rất là gọn người đúng không? Đó, cho nên cầm lên nhanh tay mặc 100 cho em. Không phải cao lên là mặc vô cũng đẹp dáng thôi nha. Đứng lên cho mấy chị coi. Đó, mấy chị thấy chưa? Xinh dáng mang luôn. Cái này là mã 100 cho Nguyễn Thị Diệu 817. Đâu thể ra mà. Đó là 100. Đâu? 100 quá đẹp luôn. Đây. Có ít không có nhiều đâu. Mã 100 này. Mã 100. Trời ơi, sao ít chỗ. Thấy rồi. Đúng lên con, đứng lên con. Thì như thế thì sai nha. Đúng, không có sai đi. Từ đấy chút. Chốt được hai người nha. Đâu, bỏ em bỏ tay ra coi. Xe vòng coi. Tất cả nhờ. Mã 100 cho chị Nguyễn Thị Diệu này. Mã 100 cho chị Thương Hiến nha. Hết mã 100. Rồi màu này nha mấy chị. Chị nào cái màu này ha. Comment cho em mã đen nha mấy chị nha, mã đen. Còn mà còn tên nha mấy chị. Bao mới luôn, bao xịn luôn, hàng shop ha. Rồi comment mã đen cho em tay dài ha mấy chị. Mã đen tay dài mặc bao gọn người luôn. Có cái khuy khuy này dễ thương lắm ấy. Rồi comment mã đen cho tay cho em nha mấy chị, mã đen đẹp lắm. Thử cho mấy chị coi luôn ha. Rồi mã đen comment mã đen cho em nha. Hay không? Xoay một vòng cái mặt rồi xong. Rồi mà đen, chị nào ưng đen giúp em nha. Ở đen đẹp quá à. Rồi đen nha mấy chị ơi, mặc có người vô cùng. 55 cân đổ về mà đen. 40 cân đổ lên nha mấy chị, 40 cân đổ lên và 55 cân đổ về mặc mà đen nha. Comment mà đen cho em. Mà đen nha mấy chị, mà đen nha. Chúc mà đen. Mà đen. Lên cái mặt trắng thì câu hỏi cái cổ lọ cao cái lọ này là cổ lọ lọ hay không đen 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 chốt cho chị Hoàng Oanh này, đen cho Hoàng Oanh ha. Chị ơi còn khoác chống mà bị lỗi không đen cho Úc Cục Cưng. Úc Cục Cưng ơi cho em thông tin nhé, Úc Cục Cưng ơi. À, không không chị ơi, khoác có bị lỗi hả? Hình như còn khoác nhưng mà khoác giải khác đợi em xíu Hiền ơi. Em chưa lên hết, lên nhiều lắm, lên nhiều màu lắm ha. Chị nói lấy đen cứ comment đen cho em, đen dài tay giống chị mặc đã lắm. Mặc rất là thích luôn á. Mặc gọn người cực kỳ mấy chị. Mà trắng cực kỳ. Đúng rồi, 69k một cái nha mấy chị ơi. 60. Áo lên 69k, áo lên 69k nha. Rồi chị nào lấy cái trắng này, rất là dễ thương luôn. Cổ hai phân ha. Cô hai phân nha, chị Việt Trưng nha. Rồi mấy chị nâng chốt đen chứ còn chị nào chốt đen nữa không? Hiền em muốn có một cái để chuẩn bị Đà Lạt. Hiền ơi, lên Đà Lạt bây giờ không có mặc được áo khoác mộc ở đâu nha gái ơi. Mặc áo len dày thôi, Đà Lạt bây giờ lạnh lắm. Hồi này chị mới về ha, hôm vừa chị mới về à, phải mặc áo phao dày lắm nha. Để bữa nào mình quần ốc cái hình mặc áo phao cho mấy chị coi áo phao hình dày luôn. Đi Đà Lạt à, Sài Gòn mà đi Đà Lạt mà mặc mấy cái mộc mộc là không có chịu đâu. Không có chịu đồ nha. Lạnh nha. Rồi chị đâu cái trắng này, mặc như cái trắng này được này. Rồi comment cho em mà của nó mặc 30 nha chị. Đen 55 cân đổ về mặc 30. Đen cho chế Hoàng Oanh rồi đúng không? Ừ, đen cho Hoàng Oanh rồi. Đen cho chế Vân Mỹ này. Đuôi 253 này. Chị Úc Cục Cưng không biết á. Đen cho Hoàng Thúy này. Úc Cục Cưng như cái thông tin. Ừ, hết. Đen hết đen nha. Ủa, còn mà. Còn đâu thế thôi. Sao không đưa chữ làm gì? Win. Chị Vân Mỹ. Rồi chị đã ôm cái len em đang mặc hàng shop đấy cho mấy chị. Đen cho chế Vân Mỹ này. Đen cho chế Hoàng Thúy này. Đen cho chế Hùng Hà này. Đen cho Út Cục Cưng đuôi 620 này. Út Cục Cưng cho anh xin thêm địa chỉ luôn nhé. Cảm ơn em này. Rồi, chị đã ôm cái áo em đang mặc comment liền cho em là mặt của nó là mặt số 90 nha mấy chị. Mà 90 giúp em nha, nó có hồ tàu điện nhấn ở đây nha mấy chị nha. Nó tàu điện nhấn ở đây là dễ thương á.
đó cột hai phân ha. Em thích mặc bộ đồ cao lên một nè, còn vùng lạnh là mình đây mình mặc chỉ nào vùng lạnh đó có tí có cái mấy cái cột hai phân này mặc trên cho chỉ nào cột thấp giống em ha, còn chỉ nào cột cao á mặc cột cao hơn nữa ha. Rồi comment nhanh cho em mà 90 nha mấy chị, mà 90, mà 90 siêu đẹp luôn. Chị nào đây 90 chút nhanh 90 nha, mà 90, mà 90 siêu đẹp. Tay bo luôn, rất là màu đen ha. Còn mặc cưng ơi là cưng luôn á, chị thương gì đâu, mặc cái này chụp hình làm gì được. Chẳng bao nhiêu ký vừa, áo đen mà chị ơi. 55 cân đổ về coi vàng lắm chị nha. 55 cân đổ về là mặc vừa hết nha mấy chị nha. Coi vàng cực kỳ ha, coi vàng lắm. Chín mươi cho chị Mi Trần này, 90 cho chị Diệp Sơn Ca này, Mi Trần Diệp Sơn Ca 90, chị An Nhiên này, khách mới, khách cũ em ơi, khách An Nhiên khách cũ cho em ba sẽ đuôi nha, khách mới thì cho em xin phải đầy đủ nha. Úc cục cưng ghi vào đây cũng được, không Úc cục cưng inbox liền cho em cũng được nha Úc ơi. Úc inbox liền cũng được nha, nhưng mà phải inbox nha. À, còn trong vòng 5 phút chưa cho địa chỉ là em chưa chốt thành công ha, chưa chốt thành công. Mà 90 An Nhiên ơi, An Nhiên thích cụ cho em ba xuôi. Khách mời thì cho em xin thầy đủ nha. Rồi chế là chốt 90 này, chốt 90 cho em nha, 90 đẹp lắm. Mấy 655 cân đủ về ha, cực đẹp luôn. Rồi lên tiếp nha mấy chị. Chị Mi Trần chốt hàng em rồi mà. Mi Trần chốt rồi hả? Là sao? Chị Mi Trần khách cũ. Ok, Mi Trần có địa chỉ rồi đó. Cái Mi Trần là khách cũ mà không biết. Trời ơi, đi thấp rồi. Rồi, chị nào ưng cái mẫu này comment nhanh tay giúp em nha. Chị nào ưng cái mẫu này comment nhanh tay giúp em là mặt của nó là mặt số. Cái mẫu em mới chồng mua là mặt số 4, còn cái trắng bên trong là mặt 90 nha. Còn cái màu xanh này không là mặt số 4. Cổ này là cổ thấp chứ không phải cổ cao mấy chị ha, cổ thấp nha. Còn cổ cao là cáo bên trong. Rồi, em thấy rồi. Cảm ơn chị Mi Trần nha. Mà 4, mà 4. Mấy chị nào khách cũ cứ việc comment khách cũ cho em để em biết rồi nha. Rồi, thì comment 90 đưa cho anh để em chốt này. Đồ hôm nay siêu đẹp nha mấy chị. Rồi, mà 4. Mà 4 nha. Ủa anh đang nói. Mà 4 cho chị Mi Trần này. 4 cho Mi Trần này. Em đọc mã 90 đưa chốt cho anh, không phải cho anh. Đây nè, mã 90 của anh này. Em đang mặc là mã 90 nha. Ok chị nhá, kỳ ra lý để em dồn đơn cho em nhá. Tranh thủ chốt hàng giùm anh nhá. Mã số 4 cho chị Mi Trần này. 4 cho Mi Trần. 4 cho Mi Trần ha. Còn 4 không? Hết 4. Trời ơi, xỉu luôn, cái nào đẹp gì trời. Rồi con chế là chốt 90 rồi, không mà để em lột cái 90 ra nha. Hết chốt 90 em lột ra nha. Một ký nữa đây nha mấy chị. Đây. Trắng bao nhiêu ký vừa? Trắng là 1m655 cân đổ về. 55 cân, 55 cân đổ về là vừa hết. 55 cân đổ về vừa hết, không cần 1m6 co dạng ha. Ừ. 90 cho chị Bình Nguyên nữa này. 90 cho Bình Nguyên. Mấy chị ơi, nhìn em mặc cái đồ này lên mấy chị đừng có ghiền nha. Trời ơi, mặc Noel đẹp, Noel đẹp lắm. Em cũng phải xí một cái. Rồi chị đã ở cái mẫu này, cầm lên nhanh tay giúp em phục dài hết. Phòng này phọc không? Phòng này là phọc ngang mông hết nhé. Bao đẹp luôn. Trời ơi, luôn quá à. Ghiền quá, ghiền luôn á. Mặc đi Noel nha mấy chị ha. Mặc đi cho Noel nha. Ủa đẹp quá. Em nói thật mấy chị vô shop 290, 280 mấy chị chưa chắc là mua được cái áo đen này hả mấy chị? 280, 290 chưa chắc mua được áo đen này ha. Rồi chị nào lấy chút tiền cho em. Mặc đây là mặc của nó mặc 100. Comment mặc 100 giúp em nha. Mặc 100. Comment nhanh tay giúp em mã 100 siêu đẹp nha, mã 100. Dễ nào lấy 100 chút, nhanh 100 giúp em nha. Dễ rồi nha ơi, cái nào cũng muốn lấy được nha. Các mình mặc ngập mặt không? Mặc bây giờ đâu mà không mặc ngập mặt. Nói em bị dằn quê, thì quê mặc các bạn. Người nhà anh lạnh chứ. Mã 100, mã 100, 100, 100, 100 lên mấy chị ơi, 100, 100 lên cho em, 100. Rồi sao mấy cái này ít vậy ta? Mấy cái này ít quá vậy ta? 100 đâu? Ít quá à? 100 cho anh Thi nè, 100 cho chị Mai nè. Đây là 100 cho chị Kim Anh 620 nè. Hết 100, đang tính chôn mà hết rồi, số lượng ít quá. Số lượng nhiều em chôn rồi. Số lượng ít quá mấy chị ơi.
Rồi mà 100 này cho chiếc kim anh luôn là hết đây. Số lượng ít quá, không có số lượng nhiều rồi. Mẫu này có số lượng nhiều nè. Rồi chỉ là mẫu này comment nhanh tay giúp em nè mấy chị. Ôi mẫu này cũng đẹp quá. Trời ơi, em xỉu luôn. Chế nào màu này trong cái giấy thôi, hôm nay mày đẹp quá à. Em nói chế nào mà đi ngủ hay là đi bảo lên nó tiếc cả đời luôn, sợ tiếc cả đời luôn. Nổi tình quá à. Rồi chế nào màu này cầm bên nhanh tay giúp em là mã 97. Chốt mã 97 cho em 54 cân, 55 cân đủ về nha. 55 cân không cần chiều cao luôn. 54 cân đủ về, không cần chiều cao ha. 54 cân đủ về luôn. Đẹp quá. Đúng quá. Rồi 54 cân đổ về cầm bên nhanh lên 69k. Mà bao nhiêu nhỉ? Mà bảy mấy nhỉ? Mà 97. Mà 97 nha mấy chị, mà 97. Đẩy hết đây cho nè. Đây 97 nha chị. Mà 97 nha. Mấy chế comment đây đi, em chốt mà 97 này. Chị Cao Thu Thảo là 97 không chị ơi? 97 đẹp lắm. 97 97 này số lượng nhiều. Em lấy một cái này. Bò đẹp. 97 cho chế My Hiền, 97 cho Thỏ ớt, 97 cho chế Thương Hiến, 97 cho chế Phương Trang. 97 cho Phương Trang luôn. Tết năm nay ấm rồi. Tết năm nay ấm rồi mấy chị ơi, quá trời đồ đẹp mặc luôn. Quá trời đồ đẹp mặc luôn. Đây cái mẫu hồi nãy bị thiếu đây nè. Trời ơi xinh quá xinh. Chưa chốt không? Hả? 97 còn không? Thôi chốt thì hy sinh. Đời mẹ cũng cố đời con. Nhường, em nhường nha. Đẹp quá trời luôn. Tiếc lắm. Ok, còn cái mã 67 cuối cùng rồi. Mã 97 cuối cùng cho chế Bình Nguyên 6135 này. Thương cái Bình Nguyên lắm nhường quá nha. Rồi chị Nôn mẫu này chốt nhanh cho em là mã của nó là mã 75. Chốt mã 75 giúp em nha. Mã 75 này 60 cân đổ về nha. Mã 75 này 40 cân đổ lên là 65 cân đổ về. Form của nó form rộng nha. Cực kỳ dễ thương luôn. Chị nào lấy chốt nhanh cho em nè. Mã 75 hả? 75 đúng không? Mã 75 đúng không? Mấy năm xong quên mất tiêu rồi. 75 không mấy chị? 75 còn bên 75 cái tem nha. 75 không giờ mang luôn á. 75 đây mà 75 đây số lượng ít. 75 số lượng ít nha. Chị nào lấy 75 còn bên nhanh 75 cái tem số lượng ít, không có số lượng nhiều đâu mấy chị. Mà 75 75 nè, 75 cho Út Cục Cưng nè. 75 cho Út Cục Cưng. 75 cho My Trần nè. Cho My Trần. Chị Dương ơi chút len về em bán đi Dương ơi. Trời ơi, len mùa này thôi á. Bán cái gì đã luôn nha. Đặc biệt len này yên tâm chút len thì em yên tâm. Len thì em có lấy hàng xót là xịn lắm. Xịn mà đẹp lắm nha. Ok nha, Vũ Thị Cẩm Giang nha. Mấy chế mà giữ đơn nha, em mấy chế mà giữ đơn mà khi nhân viên em chốt đơn mà xả lại em phải hủy đơn nha. Mấy chế thông cảm nha. Giữ đơn là không được xả bất cứ một cái gì hết nha mấy chị nha. Không được phép xả nha mấy chị ơi. Ok, Út Cục Cưng nha. Em thương em tin em mới dụ đơn nhưng mà mấy chị đừng có xả cái gì hết nha. Nên em nhận chung nha, mấy chị không phải nhận riêng ai hết á, mà em nhận chung luôn ha. 75 còn không? Hả? Tên đang mặc này. 75 cho chị Hiền Dinh nè. Hết. Hết 75 nha, hết 75. Đẹp quá không? Rồi, cánh dơ nha mấy chị, cánh rơi. Này cánh dơi nha mấy chị ha. Rồi chị đâu cánh dơi comment cho em mà của nó là mã số 12. Comment mã 12 cho em cánh dơi nhớ chị. Cánh dơi này vẫn chạy lắm đấy. Cánh dơi thì chạy hàng lắm mấy chị. Cánh dơi không có đủ mà chốt luôn á. Đây đặc biệt ha. Bên này có rút eo rồi, nhìn như thế nào eo nhỏ nha. Thế nào eo nhỏ là có rút eo luôn mấy chị ơi. Mặc ôm sát thôi eo cực kỳ đẹp luôn ha. Rồi comment nhanh tay cánh dơi cho em mình của cánh dơi đẹp quá. Bao đẹp luôn, phải dùng một từ đẹp bình thường là bao 69K, đẹp luôn ha. 69k chỉ 69k. Rồi cánh dơi luôn. Cái nào cầm bên nhân tay được cánh dơi số lượng ít nha. Cánh dơi số lượng ít.
Để nào comment nhanh tay cánh dơi được cánh dơi nha. Cánh dơi có một ít. Mà cánh dơi, mà cánh dơi. Mấy chị ơi, xe lai nhiệt tình giúp em mấy chị. Wow, bà Hiền đâu rồi? Trời ơi. Cánh dơi cho chị Thắm Nguyên 338 này. Cánh dơi cho chế Hiền Dinh năm hết cánh dơi nha. Trời ơi, mấy chị ơi, Hiền ơi, Hiền ơi, chị Hiền ơi, nhanh tay nè. Trời ơi, mấy chị ơi, nhanh tay nè. Trời ơi, cái xếp này đẹp quá. Trời ơi, đẹp quá đẹp luôn. Ồ, chế xinh Nguyễn Điếu Cầy bữa nay lại em thấy chế nữa nè. Một cái, em thấy cánh rơi rồi. Rồi, chế nào chốt nhanh cái set này. Comment liền cho em mà set, mà set. Set cho chị. Set áo. Set cho chị Hiền Dân nè. Hiền Dân comment set luôn hả? Ừ. Ủa, sao chế đọc được suy nghĩ của em vậy? Trời ơi, khách của em, khách VIP của em nghĩ sao vậy? Mà set. Đi quốc trong bụng luôn. Ừ. Rồi, mà set cho em, mà set nhanh tay. Mấy chị ơi, mà set nhanh tay nha. Set cho chế Hiền Dinh một set nè. Set cho chế em like hai nít luôn chị ơi. Let set cho chế Hương Trần 482 một set nè. Hết set nha. Rồi cái này đẹp lắm nè mấy chị. Cái này cô mặc được không ạ? Cô Vinh mặc được không? Cái này làm sao không ta? Cái này làm trước đúng không? Cái này phối với lụa nha mấy chị. Phối với lụa nha. Đây mặc thử mấy chị coi. Chị nào mà không thích lụa về mình gỡ ra được nha. Đây bên trong này may hờ không mình phải gỡ được ha. Nhưng mà em để lụa cho nó đẹp mấy chị, cho nó màu đen nha. Để lụa chung với áo nó màu đen. Cái này mặc cực kỳ êm luôn. Lụa này, một khúc lụa này không phải để tìm luôn mấy chị. Đây em đang tìm cái áo cổ rồi.